Xin chào tất cả các bạn. Xin mời các bạn vào xem livestream buổi tối ngày hôm nay. Hải Ninh sẽ chia sẻ với các bạn một livestream hết sức hấp dẫn và đặc biệt là rất là quan trọng để giúp cho các bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ chào nhau một chút nha. Mời các bạn vào xem livestream, chúng ta sẽ chào nhau một chút ạ. Chào Hiếu Nguyễn. Các bạn hãy comment chào nhau một chút nhé. Các bạn hãy comment chào nhau một chút. Mời tất cả các bạn vào xem livestream ạ. Mời tất cả các bạn vào xem livestream. Xin chào Kiệt Nguyễn. Mình sẽ có một chút nhạc. Xin chào Phan Hiền. Các bạn vào xem livestream, chúng ta sẽ chào nhau một chút nào. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới nào. Mời các bạn vào xem livestream, chúng ta sẽ chào nhau một chút trước khi Hải Ninh chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, tag tên và gắn bạn bè vào cùng xem cái livestream này. Đây là một livestream hết sức là quan trọng. Xin chào Yến Bảo. Xin chào Thắm. Mọi người vào xem livestream, chia sẻ livestream để giúp mình vào tường và luôn luôn có những cái món quà để dành tặng cho các bạn. Mời các bạn vào xem livestream, chúng ta chào nhau một chút nào. Mình chưa nhìn thấy các bạn comment bài viết. Các bạn có nghe thấy gì không ạ? Cho mình hỏi một chút là các bạn xem cái livestream này các bạn nhìn có rõ không ạ? Các bạn có nhìn thấy rõ Hải Ninh không ạ? Mình đang kiểm tra lại tín hiệu. Các bạn nhìn có rõ không ạ? Hãy comment xuống phía dưới giúp Hải Ninh được nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới. Ngày hôm nay Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn về một nội dung và chắc chắn rằng tất cả những bạn bán hàng online đều rất cần và rất quan tâm đến cái nội dung này. Đúng không ạ? Các bạn đều mong muốn để làm gì ạ? Đều mong muốn chốt sale khách hàng đúng không ạ? Và thực sự là những người bán hàng online đều rất là cần thiết, rất là cần biết những cái kiến thức liên quan đến quá trình chốt sale như thế nào, đúng không ạ? Và thực chất là chúng ta sẽ phải làm gì để mà chúng ta có được cái kết quả như chúng ta mong muốn? Thì các bạn sẽ cần phải làm gì? Và trong cái livestream này Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn thấy rõ là chúng ta khi mà chúng ta bán hàng online, chúng ta cần phải có những cái kỹ thuật gì. Mời các bạn vào xem livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào. Và tất cả những bạn chia sẻ livestream ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ đều có cuốn ebook dành tặng cho các bạn, đó là Tuyệt Chiêu Bán Hàng. Xin chào Vũ Thương. Chào Lâm Nguyễn. Mời các bạn đang xem livestream, các bạn hãy comment một chút, chúng ta chào nhau nhé. Các bạn comment xuống đây đi, chúng ta chào nhau, tức là chúng ta cũng đã sẽ gia tăng tương tác cho chính nick Facebook của các bạn nữa. Nên là các bạn hãy chịu khó tương tác trong cái quá trình mà nick livestream để giúp cho các bạn vừa nhận được, lĩnh hội được các cái kiến thức cũng như là gì ạ? Cũng như là gia tăng tương tác cho chính nick Facebook của các bạn nữa. Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Các bạn nhìn thấy rõ livestream được không ạ? Các bạn hãy comment giúp Hải Ninh được không ạ? Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ?
Chúng ta sẽ chờ một vài phút để các bạn khác cùng vào xem được cái livestream này nhé. Nào mời các bạn vào xem đi ạ. Các bạn cho mình được biết là xem là các bạn những bạn đang xem livestream ở đây thì các bạn đang kinh doanh sản phẩm dịch vụ gì ạ? Chào quý nhá. Các bạn đang kinh doanh online sản phẩm dịch vụ gì ạ? Các bạn có thể comment xuống phía dưới đúng không ạ? Trong cái livestream này thì mình sẽ phân tích cho các bạn thấy. Và những bạn mà comment cái sản phẩm dịch vụ xuống dưới đây thì mình cũng sẽ có ví dụ cụ thể để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn làm thế nào để chúng ta chốt sale hiệu quả hơn. Và ngày hôm nay trong cái livestream này Hải Linh chia sẻ cho các bạn để giúp cho các bạn kích hoạt được cái khả năng chốt sale của mình. Đây là một cái kiến thức vô cùng là quan trọng. Xin chào Phạm Hân Anh. Cảm ơn quý. Các bạn hãy nhanh tay comment xuống đi ạ. Các bạn hãy nhanh tay comment xuống đi ạ. Các bạn đang kinh doanh sản phẩm dịch vụ gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn kinh doanh sản phẩm dịch vụ gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Mỹ phẩm, cảm ơn quý. Các bạn hãy chia sẻ cái sản phẩm của mình đang kinh doanh online đi ạ. Và trong cái phần livestream ngày hôm nay, Hải Ninh sẽ giúp cho các bạn nhận biết được và đồng thời kích hoạt cái khả năng chốt sale của bạn thông qua chính cái sản phẩm mà các bạn đang bán. Được chưa ạ? Thời trang nữ ạ. Vâng, cảm ơn Phạm Hân Anh. Còn những bạn khác thì sao ạ? Các bạn tham gia livestream, các bạn phải năng lượng lên. Các bạn kinh doanh sản phẩm dịch vụ gì, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Được chưa ạ? Chào chị Âu Thùy Liễu. Rất vui được gặp chị trên livestream. Các bạn hãy comment cái sản phẩm dịch vụ của mình xuống phía dưới, bởi vì nó là quyền lợi của các bạn, đúng không ạ? Khi mình phân tích cái ví dụ trong cái phần livestream này để giúp cho các bạn gì ạ? Nhận ra được cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải và làm gì ạ? Và giúp cho bạn hiểu rõ hơn trong thực tế là chúng ta đang gì ạ? Chúng ta đang bán hàng online nhưng chúng ta chưa biết cách khai thác rất nhiều gì ạ? Rất nhiều những cái giá trị tiềm ẩn, đúng không ạ? Mà chúng ta chưa phát huy được. Thì các bạn phải comment xuống, các bạn phải tương tác nhiều lên, các bạn phải năng lượng hơn nữa, đúng không ạ? Các bạn nên nhớ rằng khi mà chúng ta bán hàng online, được chưa ạ? Và chúng ta giao tiếp với khách hàng mà bản thân các bạn ấy cũng không năng lượng được, thì làm sao các bạn tạo ra được gì ạ? Là sức hút cho khách hàng, để mà khách hàng người ta có thể gì ạ? Người ta có thể gì bị bạn cuốn hút, đúng không ạ? Bản thân các bạn cũng phải năng lượng lên, đúng không ạ? Các bạn vào xem livestream thôi, nhưng mà gì ạ? Các bạn comment, đúng không ạ? Các bạn chia sẻ, các bạn gì ạ? Các bạn like, đúng không ạ? Các bạn thả tim. Tất nhiên là hạn chế thả tim. Như thì các bạn gì ạ? Các bạn thể hiện được cái năng lượng của mình trong cái quá trình ạ. Các bạn tiếp nhận giá trị, đó thực sự là điều cần thiết, đúng không ạ? Nếu mà các bạn chỉ xem không, các bạn không có sự tương tác thì gì ạ? Thì cái sự nhận thức của các bạn, tức là cái quá trình mà cái khả năng ghi nhớ của các bạn sẽ không thể nào mà bằng việc là chúng ta comment, đúng không ạ? Cái nội dung đó trên livestream là một lần nữa chúng ta gì ạ? Nhớ rõ hơn, sâu hơn, hiểu kỹ hơn về cái giá trị, cái kiến thức mà mình chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn xem livestream các bạn phải năng lượng lên, đúng không ạ? Các bạn phải comment, Hà Ninh chia sẻ cái câu hỏi, đúng không ạ? Đưa ra những cái câu hỏi để các bạn trả lời câu hỏi đó, thì các bạn hãy năng lượng lên, hãy comment đi ạ. Mời các bạn vào xem livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, bởi vì thực sự nó là livestream có giá trị. Và để gì ạ? Để khi bạn cần các bạn xem lại cái livestream này, cũng như là gì ạ? Cũng như là giúp đỡ bạn bè người thân của bạn, đúng không ạ? Để tiếp cận được với các cái kiến thức, đúng không ạ? Các cái kiến thức để chúng ta giúp đỡ nhau cùng bán hàng online hiệu quả, đúng không ạ? Đấy. Thế thì điều đó thực sự là quan trọng. Và luôn luôn sẽ có những cái món quà dành cho những bạn nào mà chia sẻ cái livestream này của Hải Ninh. Và một trong số những món quà đó chính là tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số. Và mình chắc chắn rằng là trong cái quá trình bán hàng online thì tất cả những bạn bán hàng online đều cần gì ạ? Đều rất cần những kiến thức, rất cần những kiến thức để hỗ trợ cho các bạn bán hàng online hiệu quả hơn, được chưa ạ? Bởi vì nếu mà các bạn không có kiến thức, các bạn không thể nào gì ạ? Không thể nào duy trì được kết quả. Và điều này thực sự là rất quan trọng trong quá trình bán hàng online. Đấy. Thế thì đây là cái cuốn 6 tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số, và Hải Linh rất là mong muốn trao tặng cho bạn nào trong cái livestream ngày hôm nay chia sẻ nhiều nhất cái livestream này để lan tỏa cái giá trị và cũng như là giúp cho cộng đồng kinh doanh online chúng ta phát triển hơn nữa. Các bạn hiểu điều này không ạ?
Đấy, chúng ta mà tạo ra được một cộng đồng phát triển và mọi người đều có thể bán hàng online tốt hơn thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ đều có cơ hội kiếm được tiền. Đúng ạ, bạn không thể nào bán hàng cho người nghèo được bởi vì người ta không có tiền. Đấy, đấy là những nguyên lý cơ bản mà chúng ta phải giúp đỡ nhau gì ạ? Cùng tiến bộ. Được chưa? Chào Diên Mai. Các bạn xem cái livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường đi ạ. Gắn tên thẻ bạn bè hoặc là tag tên trực tiếp bạn bè vào xem trong cái livestream này. Mọi người phải có ý thức gì ạ? Có ý thức giúp đỡ nhau. Được chưa? Giúp đỡ nhau để mọi người cùng tiến bộ và cũng như là diện bán hàng hiệu quả hơn. Và trong cái livestream ngày hôm nay, Hải Ni muốn chia sẻ với các bạn là gì ạ? Là cái việc mà chúng ta chốt đơn hàng, đúng không ạ? Việc mà chúng ta chốt được đơn trên khách hàng là một việc hết sức mà gì ạ? Là một cái điều mà tất cả những người bán hàng online đều mong muốn gì ạ? Đều mong muốn là làm tốt cái khả năng chốt sale, đúng không ạ? Các bạn đều mong muốn như vậy. Chào Trúc Phượng. Thế thì trong cái quá trình bán hàng online có rất nhiều các cái kỹ thuật cũng như là gì ạ? Là cái kiến thức chúng ta phải vận dụng để mà chúng ta bán hàng online hiệu quả. Và quan trọng là gì ạ? Các bạn biết nó và gì ạ? Và hành động để có được kết quả thì các bạn sẽ gì ạ? Thì các bạn sẽ làm được. Chào Thu nhá. Thì các bạn sẽ làm được. Các bạn có mong muốn gì ạ? Có mong muốn là ngày hôm nay Hải Ninh chia sẻ hết cho các bạn về những cái bí quyết để kích hoạt cái khả năng chốt sale không ạ? Các bạn có thực sự mong muốn không ạ? Các bạn có thực sự mong muốn ạ? Và bao nhiêu bạn đang xem cái livestream này ngày hôm nay, các bạn đã sẵn sàng nghe Hải Ninh chia sẻ rồi ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng nghe cái livestream này Hải Ninh chia sẻ ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Tôi muốn. Nếu bạn thực sự muốn thì các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Tôi muốn. Bởi vì livestream nó thực sự là có giá trị nếu mà gì ạ? Nếu bạn sẵn sàng gì ạ? Đón nhận nó. Bạn sẵn sàng hành động theo những gì ạ? Theo những cái kiến thức quý giá mà Ninh chia sẻ cho các bạn. Thì với cái sự hành động đó mà các bạn kiên trì, chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Được chưa ạ? Thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào và giúp cho tất cả những người kinh doanh online họ đều có thể bán hàng online tốt hơn thì chính bản thân bạn cũng sẽ bán hàng tốt hơn. Phải không ạ? Các bạn hãy comment sẵn sàng đi ạ. Hãy chia sẻ cái livestream này về tường và trong số tất cả những bạn đang xem livestream ở đây. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Vì với việc bạn chia sẻ livestream là bạn đã có thêm cơ hội để nhận gì ạ? Đã có thêm cơ hội để nhận được những cái món quà hết sức là tuyệt vời mà Hải Ninh đã gì ạ? Đã phải bỏ rất là nhiều thời gian để gì ạ? Để viết lên cái tài liệu đó. Và các bạn thật sự cần phải có thêm nhiều kiến thức để mà gì ạ? Để chúng ta áp dụng, chúng ta bán hàng online với hiệu quả. Nếu các bạn vẫn chỉ là bán hàng online theo cái cách thông thường, đúng không ạ? Chúng ta cứ chỉ đăng bài bán hàng bình thường thì có lẽ rằng là cái việc bán hàng online chúng ta không thể nào bền vững được với cái thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Đấy. Thế thì các bạn hãy sẵn sàng đón nhận, hãy sẵn sàng đón nhận những cái giá trị mà Hải Ninh muốn chia sẻ cho các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Chào chị Mai Thanh. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn xem livestream ở đây, các bạn đã sẵn sàng chưa? Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Hãy comment xuống phía dưới cho Hải Ninh được biết được không ạ? Cảm ơn Hân Anh. Mọi người hãy comment xuống phía dưới nhé, để chúng ta chuẩn bị tiến hành bước vào buổi livestream ngày hôm nay. Mình chia sẻ cho bạn với những cái giá trị cực kỳ là cần thiết, rất là cần thiết. Chào Mộng Huế. Cảm ơn Thiên Mai. Các bạn có nhìn rõ cái livestream này không ạ? Các bạn comment giúp Hải Ninh nhé. Các bạn có nhìn rõ cái livestream này không ạ?
Bạn nào mà chia sẻ cái livestream này nhiều nhất trong buổi ngày hôm nay thì sẽ tặng một món quà rất là đặc biệt. Ngoài cái phần quà tặng là 6 tuyệt chiêu bán hàng thì các bạn sẽ có một phần quà hết sức là đặc biệt. Cái phần quà là hết sức là đặc biệt. Các bạn có muốn biết không ạ? Một phần quà hết sức đặc biệt đó là một phần quà là tài liệu bí quyết chốt sale theo đường thẳng. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ, và một phần quà đặc biệt sẽ dành cho người chia sẻ cái livestream này nhiều nhất, được chưa ạ? Các bạn hãy viết giúp cho Hải Ninh một phần quà đặc biệt ạ. Các bạn nhìn rõ không ạ? Các bạn chia sẻ cái livestream này về tường giúp Hải Ninh, mỗi người chỉ cần chia sẻ một lần về tường thôi ạ. Và tùy theo các bạn, bạn nào mà có thể chia sẻ nhiều nhất vào trong các hội nhóm thì sẽ nhận được một phần quà mà Hải Ninh sẽ trao tặng cho các bạn, đó chính là bí quyết chốt sale theo đường thẳng. Đây là một trong số những cái kỹ thuật nữa mà Hải Ninh muốn chia sẻ thêm dành cho những bạn nào thực sự là ra quyết định và hành động. Bởi vì khi mà bạn chia sẻ livestream nhiều, đó chính là việc mà các bạn trao đi giá trị cho mọi người. Và các bạn biết rằng là một người bán hàng thành công không phải là một người gì ạ, bán được nhiều hàng, mà là gì ạ, là trao đi giá trị cho nhiều người. Trao đi giá trị cho nhiều người, giúp đỡ được nhiều người, giải quyết được gì ạ, là cái giải quyết được khó khăn và vấn đề mà họ đang gặp phải. Đấy mới thực sự là một người bán hàng thành công. Được chưa ạ? Và không để các bạn chờ lâu nữa thì trong cái buổi livestream này, Hải Linh thực sự là gì ạ? Thực sự là muốn giúp cho các bạn gì ạ? Hiểu rõ hơn về gì ạ? Về cái cách thức chốt sale, đúng không ạ? Kích hoạt cái khả năng chốt sale tiềm ẩn trong chính bản thân các bạn mà các bạn đã gì ạ? Đã vô tình không nhận ra. Nó thực sự là rất là quan trọng. Cảm ơn Mộng Huế nhá. Bạn nào mà chia sẻ được bao nhiêu cái livestream rồi, các bạn có thể comment xuống phía dưới để Hải Linh được biết ạ. Cứ bạn nào chia sẻ nhiều nhất và được bao nhiêu số lượng livestream thì comment xuống phía dưới để Hải Ninh ghi bài với nhé. Để Hải Ninh nhớ tên của các bạn. Chào chị Mai Phương. Ngày hôm nay thì Hải Ninh rất là mong muốn trong cái livestream này để thức tỉnh các bạn, để gì ạ? Để kích hoạt, để giúp cho các bạn kích hoạt cái khả năng chốt sale của các bạn. Đúng không ạ? Mọi người thì thường thích nghe cái cụm từ chốt sale, nhưng thực chất gì ạ? Thực chất là gì ạ? Là chúng ta sẽ giúp đỡ được nhiều khách hàng, giải quyết cái vấn đề của họ và giúp đỡ cho khách hàng gì ạ, thỏa mãn cái mong muốn, cái nhu cầu của họ, thì đấy mới thực sự là một người bán hàng gì ạ, trao đi nhiều giá trị, đúng không ạ? Một người bán hàng thành công là trao đi nhiều giá trị. Thì trong cái livestream này, Hải Ninh muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn nhận thức được rằng là thực sự là chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ, chinh phục được khách hàng. Chúng ta hoàn toàn chinh phục được khách hàng một cách dễ dàng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta gì ạ, chúng ta chưa biết được những cái kỹ thuật, chúng ta chưa biết được những cái kiến thức, chúng ta chưa biết cách áp dụng những cái nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Những cái nó rất là thực sự rất là đơn giản, nhưng chúng ta chưa vận dụng nó, đúng không ạ? Chúng ta bán hàng theo bản năng thôi, đúng không ạ? Chúng ta mới chỉ bán hàng theo bản năng, nên cái hiệu quả bán hàng của chúng ta chưa cao. Khi mà chúng ta gì ạ, chúng ta gặp khách hàng thì các bạn thường là tư vấn, đúng không ạ? Thường là các bạn tư vấn khách hàng. Và trong quá trình tư vấn thì các bạn thường làm gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới để Hải Ninh được biết là trong quá trình tư vấn thì các bạn thường làm gì ạ? Các bạn thường làm gì nhiều nhất ạ? Đúng ạ? Khi mà khách hàng người ta comment hay là khách hàng người ta inbox cho bạn, đúng không ạ? Người ta hỏi về một sản phẩm thì cái câu đầu tiên mà các bạn trả lời khách hàng, đúng không ạ, là câu như thế nào? Các bạn thường trả lời khách hàng cái câu đầu tiên như thế nào? Nào các bạn hãy comment xuống phía dưới đi. Những bạn đang xem cái livestream này, những bạn đang bán hàng online, bạn thực sự có muốn bán hàng hiệu quả hơn hay không? Bạn thực sự muốn kích hoạt cái khả năng gì ạ? Cái khả năng chốt sale của mình hay không? Các bạn phải comment cái nội dung của các bạn, đúng không ạ? Hãy viết ra những cái mà bạn đang làm để Hải Ninh phân tích cho bạn là cái đó đúng hay cái đó sai. Cái đó chính xác thì bạn phát huy, đúng không ạ? Nên gì ạ? Nên phát huy. Hay là cái đó sai rồi thì bạn nên sửa nó đi, đúng không ạ?
để mà mình nhận biết được là à, thế hóa ra bấy lâu nay là mình làm cái này là chưa đúng, hay là bấy lâu nay mình làm cái này là tốt rồi mà mình chưa phát huy được, thì các bạn phải comment xuống phía dưới, đúng không ạ? Chào Ngang à, các bạn phải comment xuống phía dưới xem là cái nội dung mà các bạn, sau khi mà khách hàng người ta inbox, khách hàng người ta comment để hỏi cái sản phẩm dịch vụ của các bạn, thì cái câu đầu tiên hay là cái nội dung đầu tiên mà các bạn hướng tới khách hàng là các bạn đang gì ạ? Đang chia sẻ với khách hàng điều gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới để Hải Linh được biết không ạ? Các bạn chia sẻ với khách hàng điều gì ạ? Các bạn hãy comment đi xem, mình xem là các bạn đang chia sẻ với khách hàng điều gì? Những bạn đang xem livestream này, các bạn đang bán hàng online. Các bạn thường tư vấn khách hàng như thế nào ạ? Xin chào Nga Hoàng. Có phải là các bạn thường nhắn tin cho khách hàng sau chào hỏi khách hàng rồi các bạn thường làm gì? Như Mai sau khi chào hỏi khách hàng rồi thì bạn thường làm gì nhỉ? Thông thường tất cả các bạn, đúng không ạ? Đều gì ạ? Đều đi vào vấn đề chính của câu hỏi, đúng không ạ? Các bạn đi vào vấn đề chính của câu hỏi, về sản phẩm, về dịch vụ của câu hỏi, đúng không ạ? Các bạn thường đi vào vấn đề chính của câu hỏi về sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng người ta đang quan tâm, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự để gì ạ? Để có được cái khách hàng đó. Đấy, đúng rồi. Các bạn phải comment xuống đi ạ. Các bạn comment xuống thì Hải Linh sẽ phân tích cho các bạn thấy là các bạn đang sai ở điểm nào, các bạn đúng ở điểm nào, các bạn cần phát huy ở điểm nào. Có bạn nào muốn lên sóng cùng Hải Linh không ạ? Có bạn nào muốn lên sóng để chúng ta nói chuyện luôn trực tiếp không ạ? Có bạn nào sẵn sàng không? Khách hàng muốn hỏi về sản phẩm nào, bên mình cần tư vấn những gì, hỏi vấn đề của khách. Đa số là các bạn thường gì ạ? Hỏi trực tiếp luôn vấn đề của khách hàng. Đa số rằng là các bạn thường gì ạ? Tư vấn trực tiếp ngay về cái vấn đề mà khách hàng đang gì ạ? Đang hỏi. Đúng ạ? Và gần như là các bạn đang bị mắc cái sai lầm là gì ạ? Các bạn gần như mắc cái sai lầm là chúng ta thấy khách hàng vào comment, thấy khách hàng vào inbox là bạn bắt đầu tập trung luôn vào chính cái sản phẩm dịch vụ và gì ạ? Và giới thiệu nó về cái sản phẩm dịch vụ đó. Đúng ạ? Thì với cái việc làm này, đúng ạ? Đa số các bạn làm cái việc làm này là các bạn không thể nào mà chinh phục được khách hàng một cách dễ dàng. Các bạn nên nhớ điều này, các bạn không thể nào chinh phục khách hàng một cách dễ dàng nếu mà các bạn vẫn làm theo một cái thói quen cũ như vậy. Đấy, các bạn có hiểu không ạ? Đây là một cái điều hết sức là quan trọng. Đây là một điều hết sức là quan trọng. Thế thì trong cái livestream này Hải Linh sẽ giúp cho các bạn gì ạ? Kích hoạt cái khả năng gì ạ? Chốt sale khách hàng. Kích hoạt khả năng chốt sale khách hàng thực sự nó không hề dễ, đúng không ạ? Cũng không phải là quá khó. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì ạ? Vấn đề ở chỗ là sau khi xem xong cái livestream này, các bạn phải gì ạ? Các bạn phải thẩm thấu các cái nội dung kiến thức. Cái thứ hai là gì ạ? Các bạn phải hành động. Các bạn phải hành động gì ạ? Làm theo hướng dẫn, đúng không ạ? Và gì ạ? Và các bạn phải kiên trì, đúng không ạ? Nhiều bạn, rất là nhiều bạn trong cái quá trình mà bán hàng cho khách hàng, khi mà khách hàng người ta gì ạ? Người ta có muốn tư vấn thì bạn chỉ tập trung vào chia sẻ sản phẩm, đúng không ạ? Và bạn tưởng rằng như là khách hàng sắp mua hàng đến nơi rồi, và tưởng như là khách hàng chốt hàng đến nơi rồi, và tưởng như rằng là gì ạ? Khách hàng chuyển khoản đến nơi rồi. Các bạn hiểu không ạ? Nhưng thực chất sau đó khách hàng để bảo sao ạ? Để mình xem đã, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Để mình suy nghĩ, đúng không ạ? Và cái mà bạn đã tưởng tượng rằng là mình đã sắp có cái khách hàng này rồi thì thực sự là gì ạ? Là thực sự chúng ta chưa hề có được khách hàng. Vì các bạn bị phạm sai lầm ở chỗ là chúng ta chỉ gì ạ?
gần như chúng ta chỉ độc thoại để gì ạ? Để chúng ta nói về bản thân chúng ta, về sản phẩm dịch vụ của chúng ta thôi. Đúng không ạ? Chúng ta cứ mải mê gì ạ? Quảng cáo về sản phẩm dịch vụ, về công dụng của sản phẩm, đúng không ạ? Về chức năng của sản phẩm, hay là về gì ạ? Về cái chất liệu của sản phẩm. Nhưng mà chúng ta không thực sự gì ạ? Không thực sự hiểu khách hàng đang cần gì. Đúng không ạ? Chúng ta chưa thực sự hiểu khách hàng đang cần gì. Cái hiểu ở đây không phải là gì ạ? Không phải là bạn hỏi khách hàng đang muốn gì đâu. Đúng không ạ? Cái hiểu ở đây bao gồm một cái nghĩa mà chúng ta cần phải phân tích và đi sâu hơn về khách hàng. Nhưng rất nhiều bạn bán hàng online chưa làm được cái việc này. Và những bạn xem cái livestream này ngày hôm nay, hãy chia sẻ cái livestream này giúp cho Hải Linh đi ạ. Bởi vì việc mà các bạn chia sẻ cái livestream này là bản thân các bạn cũng nhận thấy được cái giá trị thực sự trong cái livestream này, để gì ạ? Để giúp cho chính bạn gia tăng được tương tác trên nick Facebook của mình, và đồng thời gì ạ? Đồng thời giúp cho những người bán hàng kinh doanh online khác, họ gì ạ? Họ có cái kiến thức bán hàng tốt hơn. Các bạn có hiểu điều này không ạ? Đấy. Thế thì điều này hết sức là quan trọng. Hết sức là quan trọng. Và cái kỹ thuật đầu tiên mà Hải Linh muốn nhấn mạnh với các bạn, kỹ thuật đầu tiên, các bạn xem cái livestream này, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Cái nội dung đầu tiên này, để hiểu được khách hàng ấy, thì cái nội dung đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó là gì ạ? Là dành thời gian tìm hiểu về khách hàng. Được chưa? Nội dung thứ nhất, dành thời gian tìm hiểu về khách hàng. Chào Thu Hiền nhé. Các bạn comment xuống phía dưới đi ạ. Dành thời gian tìm hiểu về khách hàng. Các bạn có ghi được nội dung không ạ? Các bạn có ghi được nội dung không? Nội dung thứ nhất, dành thời gian tìm hiểu về khách hàng. Được chưa? Dành thời gian tìm hiểu về khách hàng. Các bạn có ghi được không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới để Hải Linh được nhìn thấy nhé. Dành thời gian tìm hiểu về khách hàng là như thế nào ạ? Các bạn đã thực sự tìm hiểu về khách hàng chưa? Đúng không ạ? Các bạn mới gì ạ? Các bạn chưa tiếp cận được khách hàng ở góc độ sâu hơn. Góc độ sâu hơn là như thế nào? Khi mà khách hàng người ta cần tư vấn thì bạn mới chỉ gì ạ? Các bạn mới chỉ ví dụ nếu mà người ta comment bài viết thì các bạn mới chỉ đưa vào inbox và sau đó hỏi người ta xem là người ta đang muốn gì ạ? Muốn mua sản phẩm gì, đúng không ạ? Hoặc là người ta đang cần sản phẩm như thế nào, cần tìm sản phẩm như thế nào. Đúng ạ? Các bạn mới chỉ làm được ở cái bước đó thì không thể nào mà gọi là tìm hiểu sâu về khách hàng được. Không thể nào mà gọi thế, không thể nào mà chúng ta gọi như vậy, gọi là dành thời gian tìm hiểu về khách hàng được. Đúng ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới cái nội dung hết sức là quan trọng này, nội dung đầu tiên mà Hải Linh muốn chia sẻ đó là gì? Dành thời gian tìm hiểu khách hàng. Dành thời gian tìm hiểu khách hàng. Được chưa? Dành thời gian tìm hiểu về khách hàng như thế nào? Các bạn tìm hiểu về khách hàng như thế nào? Xin chào Bùi Đình Phan. Các bạn nên nhớ này. Các bạn nên nhớ rằng là cái dành thời gian tìm hiểu khách hàng
là gì ạ? Khi mà chúng ta nhận được cái thông tin của khách hàng thì các bạn cần phải làm cái công việc đầu tiên, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ chào hỏi khách hàng. Cái đấy là công việc đầu tiên. Nhưng mà sau khi chào hỏi thì chúng ta sẽ phải vào xem ngay tường nick Facebook của khách hàng. Các bạn hiểu không ạ? Sau khi chào hỏi khách hàng là chúng ta phải vào tường xem nick Facebook của khách hàng để chúng ta tìm hiểu sơ bộ về khách hàng là ai. Các bạn phải có cái bước này để mà gì ạ? Để mà chúng ta hiểu về khách hàng mà chúng ta đang tiếp cận chứ. Đúng không ạ? Các bạn có hiểu không ạ? Cái điều này nó hết sức là quan trọng. Cái điều này nó hết sức là quan trọng. Các bạn phải hiểu khách hàng mà mình đang tiếp cận thì các bạn mới có cơ hội để chiến thắng khách hàng. Đúng không ạ? Có cơ hội để gì ạ? Để thấu hiểu khách hàng. Đấy. Thì các bạn đã làm cái điều này hay chưa? Đúng không ạ? Bạn phải thấu hiểu khách hàng, bạn phải làm gì ạ? Bạn phải dành thời gian tìm hiểu khách hàng. Mà bán hàng online ở trên Facebook nó rất là dễ. Dễ ở chỗ là gì ạ? Là chúng ta có thể tiếp cận khách hàng và tìm hiểu khách hàng một cách dễ dàng. Đúng không ạ? Bằng cách vào tường xem họ là ai. Và các bạn phải vào tường của họ, xem họ như thế nào, đúng không ạ? Xem họ lứa tuổi như thế nào, đúng không ạ? Làm việc công việc gì, đúng không ạ? Và chúng ta có thể nhận biết được là cái mức thu nhập của họ như thế nào. Các bạn hiểu không ạ? Đúng không ạ? Có thể là một số nick Facebook có thể thể hiện được nhiều để các bạn nhận biết. Có một số ít thì là họ thể hiện, đúng không ạ? Nó không đủ nhiều để các bạn nhận biết. Nhưng về cơ bản khi mà các bạn vào tường của họ để xem họ là ai thì ít nhiều bạn cũng hình dung ra gì ạ? Là chân dung của khách hàng. Đúng không ạ? Bạn hình dung với khách hàng của mình, đúng không ạ? Bạn hiểu sơ bộ về khách hàng của mình thì bạn mới có thể làm gì ạ? Thấu hiểu được một phần nào đó về khách hàng của mình. Đúng không ạ? Về khách hàng của mình. Thì cái điều này bạn đã làm hay chưa? Đúng không ạ? Bạn đã làm cái điều này thực sự hay chưa? Và các bạn cần phải nhớ rằng là việc mà các bạn vào xem cái tường cá nhân của khách hàng sẽ giúp cho bạn gì ạ? Nhận biết được khách hàng này thực sự là gì ạ? Có tiềm năng hay không? Có tiềm năng hay không? Các bạn hiểu, các bạn có hiểu Hải Ninh đang muốn chia sẻ ý tưởng không ạ? Bởi vì sao ạ? Có một số các bạn bán hàng online, đúng không ạ? Tư vấn chán chê rồi. Nhưng các bạn lại không xem cái tường không xem cái tường Facebook của họ. Thì đến lúc mà các bạn gì ạ? Có một số trường hợp các bạn nhận ra gì ạ? Cái nick Facebook mà đang hỏi chuyện các bạn đấy, đang hỏi về sản phẩm của các bạn đấy lại là một cái nick Facebook ảo. Đúng không ạ? Và gì ạ? Và có thể họ đang khai thác cái thông tin của bạn để xem cái sản phẩm dịch vụ bạn đang cung cấp như thế nào. Đúng không ạ? Như vậy bạn đang mất thời gian dành cho khách hàng không thực sự tiềm năng. Thế nên cái điều đầu tiên mà Hải Ninh muốn chia sẻ và nhấn mạnh cho các bạn đó là gì ạ? Là các bạn cần phải xem cái tường Facebook của khách hàng để hiểu sơ bộ ban đầu về khách hàng. Nếu mà cái tường Facebook đó là một cái nick mà gì ạ? Mà chỉ có avatar đại diện mà không có nhiều cái thông tin ấy thì các bạn tốt nhất là đừng có mất thời gian về cái nick Facebook đó, đúng không ạ? Hoặc cần thiết thì hỏi cho rõ về cái nick Facebook đó. Và chúng ta không mất nhiều cả thời gian tới cái nick Facebook đó nữa. Đúng không ạ? Các bạn phải hiểu cái nick Facebook của khách hàng mà người ta đang nói chuyện với mình. Khi chúng ta ghé vào tường của họ, chúng ta nhận định sơ bộ về họ để chúng ta biết gì ạ? Để cho chúng ta biết rằng là à, với cái khách hàng này thì cái khả năng chúng ta bán cái đơn hàng cho họ là nhiều tiền hay là ít tiền. Đúng không ạ? Thì các bạn phải có cái nhận định ban đầu như thế. Và muốn có được cái nhận định ban đầu thế thì chúng ta phải xem cái nick Facebook của khách hàng chứ. Đúng không ạ? Chúng ta phải xem những cái gì mà khách hàng người ta thể hiện trên Facebook chứ. Đúng không ạ? Đấy, thì điều đấy thực sự là quan trọng. Nhưng mà gần như hầu hết là các bạn không trải qua cái bước này. Đúng không ạ? Các bạn chỉ mải miết tập trung vào tư vấn sản phẩm, tư vấn về dịch vụ. Đúng không ạ? Và mời người ta xem hết sản phẩm này đi sản phẩm khác. Nhưng điều đó là gì ạ? Điều đó không thể nào mà giúp bạn chinh phục khách hàng được ngay đâu. Đúng không ạ? Bạn thực sự muốn gì ạ? Muốn kích hoạt cái khả năng chốt sale thì trong cái livestream này ngày hôm nay bạn sẽ nhận được nhiều cái giá trị hơn nữa
Nếu mà bạn chia sẻ cái livestream này thật nhiều, bản thân bạn được nhận cái giá trị là quà tặng Hải Linh trao tặng cho các bạn, một món quà đặc biệt dành cho bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất. Nhưng về cơ bản, tất cả những bạn chia sẻ cái livestream này ít nhất là về tường thì các bạn cũng đã có cơ hội nhận quà rồi. Đó chính là 6 tuyệt chiêu giúp cho bạn bùng nổ doanh số trên Facebook. Và nó thực sự là quan trọng. Với những cái kiến thức Hải Linh chia sẻ cho các bạn, các bạn vận dụng, các bạn áp dụng vào là các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ thành công. Ít nhiều các bạn, đúng không ạ? Kiên trì làm là các bạn sẽ thành công. Và vấn đề là làm bằng các bạn. Thế thì mình đã phân tích cho bạn thấy đó, các bạn có cảm thấy là cái nội dung thứ nhất mà các bạn xem, các bạn nghe, các bạn đã hiểu được phần nào chưa? Các bạn hãy comment xuống bên dưới xem là các bạn có hiểu cái nội dung thứ nhất mà Hải Linh chia sẻ không ạ? Nếu mà các bạn đã hiểu cái nội dung này rồi, các bạn hãy comment xuống phía dưới là tôi đã hiểu. Các bạn comment xuống phía dưới tôi đã hiểu để Hải Linh tiếp tục chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Để cho các bạn nhận thấy rõ hơn là các bạn cần phải làm gì, đúng không ạ? Chứ còn các bạn cứ bán hàng một cách tùm lum như vậy thì làm sao mà các bạn có khách hàng thực sự. Và các bạn chỉ càng làm mất thời gian của chính mình, đúng không ạ? Mà hiệu quả bán hàng của các bạn không cao. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn thực sự đã hiểu cái nội dung thứ nhất này chưa? Các bạn đã thực sự hiểu cái nội dung thứ nhất này chưa? Cảm ơn Mộng Huế. Các bạn hãy comment nhanh xuống phía dưới nhé. Các bạn đã hiểu cái nội dung thứ nhất thì các bạn hãy comment là đã hiểu. Các bạn hãy comment đã hiểu giúp Hải Linh nào. Có bao nhiêu bạn đang xem cái livestream này của Hải Linh nào? Có bao nhiêu bạn đang xem cái livestream này ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Hãy comment xuống phía dưới tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu. Được chưa? Các bạn đã thực sự hiểu cái nội dung thứ nhất chưa? Nó thực sự là quan trọng, bởi vì là các bạn nếu mà không tìm hiểu khách hàng là ai thì cái bước tiếp theo mình sẽ phân tích để cho bạn thấy. Nó lại còn là những cái gì ạ? Là từng bước một để các bạn chinh phục khách hàng. Nó giống như kiểu là gì ạ? Là chúng ta bán hàng cũng giống như việc là gì ạ? Chúng ta chinh phục một cái đối tượng là người yêu ấy. Đúng không ạ? Phải có cái quá trình là gì ạ? Là tán tỉnh chứ, đúng không ạ? Phải có quá trình tán tỉnh để mà chinh phục được người yêu, chứ không phải là đùng một cái là chúng ta ngỏ lời là anh có yêu em không, hay là em có yêu anh không mà họ đồng ý. Thế này các bạn bán hàng rất là sai lầm. Cái sai lầm của bạn dẫn đến là cái việc các bạn mất thời gian, đúng không ạ? Hiệu quả bán hàng thì không cao, mất thời gian. Sau đó là gì ạ? Là chúng ta lại cảm thấy gì ạ? Cảm thấy chán nản. Và chúng ta không biết rõ nguyên nhân là tại sao mà chúng ta không có được khách hàng đó, đúng không ạ? Và nhiều lần chúng ta tưởng rằng là chúng ta có được cái khách hàng đó rồi, họ sắp chuyển khoản đến nơi rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu cuối cùng họ lại nhắn lại cho chúng ta là để anh xem đã, để chị xem đã, đúng không ạ? Để có gì mình sẽ nhắn lại cho bạn sau, vân vân và vân vân. Và rồi gì ạ? Bạn hụt hẫng. Có đúng không ạ? Bạn hụt hẫng. Bạn đã trải qua cái cảm giác này chưa? Bạn đã trải qua cảm giác này chưa? Những bạn đang xem cái livestream này, các bạn đã trải qua những cái cảm giác đó chưa? Các bạn có thực sự hiểu không ạ? Bởi vì các bạn chưa biết cách gì kích hoạt khả năng chốt sale của các bạn. Các bạn làm nhưng mà chưa có phương pháp. Các bạn làm nhưng chưa có kỹ thuật. Và các bạn làm nhưng chưa có kiến thức giá trị để mà gì ạ? Để mà làm cho đúng. Thế nên là hiệu quả bán hàng không thể nào cao. Mời các bạn đang xem livestream, các bạn hãy comment xuống phía dưới đi. Các bạn đã hiểu phần này chưa? Cảm ơn tất cả những bạn đang comment xuống phía dưới. Đó, tức là chúng ta diện quá mất thời gian cho khách hàng đó, đúng không ạ? Chúng ta mất thời gian nhưng mà lại không hiệu quả. Và mình sẽ trong cái livestream này, các bạn hãy nghe hết cái livestream này đi. Các bạn sẽ nhận ra rất nhiều vấn đề. Các bạn sẽ nhận ra rất nhiều vấn đề và các bạn diện cần phải thay đổi lại cái cách bán hàng của mình. Cần phải thay đổi lại ngay cái cách bán hàng của mình. Bởi vì nếu mà các bạn vẫn cứ mãi bán hàng theo cách này thì cái hiệu quả bán hàng của bạn, thứ nhất là không cao, thứ hai là mình sẽ bị gì ạ? Sẽ bị tụt dốc năng lượng. Bị tụt dốc năng lượng bởi vì khi mình tư vấn khách hàng, mình tưởng chừng như mình có khách hàng rồi mà mình không chốt được khách hàng đó, đúng không ạ? Và nếu một khách hàng đã là một lần chúng ta cảm thấy là buồn chán, 2-3 khách hàng cũng như vậy, 4-5 khách hàng cũng như vậy, là các bạn sẽ bị xuống dốc về năng lượng, đúng không ạ? Và khi mà các bạn xuống dốc về năng lượng thì các bạn sẽ gì ạ?
sẽ bị mất cảm xúc và cái việc bán hàng các bạn sẽ trở nên càng ngày càng cảm thấy khó khăn, đúng không ạ? Cảm thấy khó khăn và càng ngày càng cảm thấy chán nản, đúng không ạ? Còn chưa kể những cái yếu tố khó khăn khác từ Facebook, đúng không ạ? Là cái bên mà chúng ta không thể nào mà có thể thay đổi được nó, mà chúng ta bán hàng trên Facebook và chúng ta gì ạ? Chúng ta khi mà chúng ta có tài khoản trên Facebook là chúng ta phụ thuộc vào Facebook. Đấy. Cảm ơn Nguyễn Liệu. Các bạn cảm thấy đúng, các bạn cảm thấy bạn trải qua cái sự khó khăn này, các bạn cảm thấy là nó đúng với mình quá rồi thì các bạn hãy comment xuống phía dưới để chúng ta gì ạ? Chúng ta đồng cảm với nhau. Chúng ta đồng cảm với nhau. Vì Hải Linh muốn là gì ạ? Muốn là khi mà mình nói ra này, các bạn đồng cảm này, các bạn hiểu này, các bạn cảm thấy gì ạ? Nó thực sự đúng như vậy. Hải Linh chia sẻ cho các bạn thì các bạn mới thấy nhận ra vấn đề nó nhanh hơn. Các bạn nhận ra vấn đề à, bấy lâu nay là mình làm những cái việc như vậy là nó không hiệu quả. Đấy. Thế nên là chúng ta bán hàng là chúng ta bị mất cái cảm xúc, cảm thấy là nó bị tụt năng lượng. Vì chúng ta bán mà chúng ta đâu có thu được tiền về khi mà chúng ta không chốt được sale khách hàng, đúng không? Đấy. Và dường như là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Không biết là có phải là do cạnh tranh khốc liệt quá không? Không biết là có phải là do là Facebook mình mất tương tác không mà mình không bán được hàng hay vân vân. Có rất nhiều những cái lý do mà mình nghĩ rằng là gì ạ? Là mình không bán được hàng. Nhưng lý do đầu tiên mà các bạn cần phải nhận định lại ngay chính bản thân các bạn, là cái lý do đầu tiên các bạn cần phải nhìn nhận lại, đó là nhìn nhận lại bản thân mình, xem mình đã ứng xử như thế nào, đúng không ạ? Mình đã làm gì trên nick Facebook, mình đã ứng xử như thế nào với khách hàng, đúng không ạ? Ứng xử như thế nào với tài khoản Facebook của mình. Thì các bạn phải nhìn nhận lại bản thân mình, đúng không? Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Các bạn nhớ nhá, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thì cái phần nội dung thứ nhất Hải Linh chia sẻ cho các bạn là chúng ta phải dành một chút thời gian tìm hiểu cho khách hàng, tìm hiểu về khách hàng, đúng không ạ? Nếu mà đến cái đoạn này mà các bạn vào mà các bạn nghĩ rằng là ồ, thế thì mình làm gì có thời gian để mà tư vấn, nhưng các bạn sẽ rất sai lầm. Trong cái livestream này ngày hôm nay, Hải Linh sẽ giúp cho các bạn là ngày nào chúng ta cũng sẽ có khách hàng để mà tư vấn. Các bạn có muốn không ạ? Các bạn có thực sự muốn là ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn không? Nếu mà các bạn muốn cái điều này và các bạn thực sự nghe hết cái livestream này, đúng không ạ? Các bạn thực sự nghe hết cái livestream này thì các bạn sẽ thức tỉnh lại, đúng không ạ? Các bạn sẽ thức tỉnh lại. Cảm ơn Nguyễn Liệu, chào chị Thu Đông. Cảm ơn chị Thu Đông nhé. Đấy, các bạn sẽ thức tỉnh lại. Sẽ thức tỉnh lại là thực sự là nếu mà mình có một cái gì đó hỗ trợ thì mình sẽ ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn, đúng không ạ? Nếu bạn thực sự mà đang lăn tăn cái nội dung mà từ đầu đến giờ Hải Linh chia sẻ với các bạn rằng là làm gì có thời gian để mà tìm hiểu khách hàng, làm gì có thời gian để nói chuyện, để mà tư vấn khách hàng, nếu mà mình cứ mãi mình cứ luẩn quẩn như vậy. Nhưng mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong cuối cái livestream này một bí mật, một tuyệt chiêu để giúp cho bạn ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Và cái việc đó sẽ giúp cho mình có niềm vui, chứ không phải là thay vì mình căng thẳng chốt sale khách hàng đâu. Đó mới thực sự là một người bán hàng gì ạ? Một người bán hàng trao đi giá trị. Các bạn hiểu không ạ? Có rất nhiều bạn là đang xem cái livestream này, các bạn đang hiểu sai về cái cách bán hàng, đó là gì ạ? Là chúng ta khi mà ví dụ buổi sáng ngày hôm nay mình gặp một bạn, bạn cần tư vấn mua hàng, đúng không ạ? Vào inbox và gì ạ? Và muốn mua cái sản phẩm, ví dụ thế, bạn ấy hỏi về cái sản phẩm và mình bắt đầu tư vấn, và sau đó là gì ạ? Xác định rằng là à, tư vấn bạn ấy xong thì mong bạn ấy mua hàng của mình luôn. Nhưng mà các bạn lại rất là sai lầm, các bạn rất là sai lầm. Khách hàng người ta sẽ ra quyết định mua sản phẩm của bạn không phải ở lần đầu tiên họ hỏi về bạn, đúng không ạ? Không phải lần đầu tiên mà họ tiếp xúc bạn trong cái thời khắc đấy, đúng không ạ? Trong cái giây phút đấy inbox cho bạn mà họ ra quyết định mua hàng đâu, các bạn rất sai lầm. Rất sai lầm. Đúng không ạ? Người ta còn phải theo dõi nick Facebook bạn chán chê. Người ta còn phải xem bạn là ai. Được chưa? Người ta còn phải xem bạn có đáng tin cậy hay không. Chứ không phải là người ta inbox mà người ta mua ngay đâu. Đúng không ạ? Thế nên là rất nhiều bạn là bán hàng sau khi tư vấn khách hàng xong là chị ơi để em suy nghĩ, đúng không ạ? Bạn ơi để có gì mình inbox sau. Đấy, nó tức là những cái câu hỏi, những cái câu trả lời đại loại như vậy là gì ạ? Là người ta còn phải xem, đúng không ạ? Và quan trọng là bạn chưa gì ạ?
chưa tìm hiểu khách hàng, chưa dành thời gian tìm hiểu khách hàng, chưa dành thời gian để gì ạ, kết thân với khách hàng, nên bạn fail là đương nhiên. Đúng không? Đấy là điều đương nhiên. Thế nên bạn phải thay đổi lại đi. Xem đến hết cái livestream này, Hà Ninh sẽ giúp cho bạn nhận định ra cái sai lầm của các bạn, cũng như là đưa ra giải pháp để giúp cho các bạn ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Và bản thân Hải Ninh ngày nào cũng có người để tư vấn, ngày nào cũng có người để nói chuyện, ngày nào cũng khách hàng vào, đúng không ạ? Dăm ba câu chuyện và gì ạ? Và cái quan trọng là mình gì ạ? Mình tạo ra mối quan hệ khăng khít với khách hàng. Và người ta sẽ gì ạ? Những khách hàng đó sẽ trở nên thân thiết hơn với mình. Cái thân thiết đó sẽ tạo ra gì ạ? Tạo ra giá trị và gì ạ? Và tạo ra gì ạ? Khách hàng tri kỷ, đấy mới là quan trọng. Các bạn phải xem hết cái livestream này đi, các bạn sẽ thức tỉnh. Các bạn sẽ thức tỉnh được cái việc là gì ạ? Cái việc là bạn cần phải làm gì. Và trong cái livestream này Hà Ninh sẽ đưa cho bạn trình tự từng bước. Đúng ạ? Trình tự từng bước để giúp cho bạn nhận ra điều đó. Các bạn nhớ nhá, chia sẻ cái livestream này thật nhiều để các bạn nhận được cái món quà giá trị, đó chính là thứ nhất là bộ 6 tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số. Cái thứ hai là gì ạ? Là bí quyết chốt sale theo đường thẳng. Đây là hai cái tài liệu dành cho bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất trong buổi tối này ngày hôm nay. Còn tất cả các bạn chia sẻ livestream đều có quà hết. Các bạn cứ chia sẻ cái livestream này về tường đi ạ. Chia sẻ cái livestream này về tường. Bởi vì các bạn nhớ rằng với những cái chia sẻ, những cái livestream chia sẻ này, các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ thoải mái về tường. Đấy. Vì nó mang nhiều giá trị cho khách hàng, và thậm chí là người ta sẽ còn like cái bài viết của bạn, người ta sẽ còn chia sẻ, lại còn share tiếp cái bài viết mà bạn chia sẻ nữa. Nên là các bạn hãy chia sẻ cái livestream có giá trị để gì ạ? Để giúp cho cái nick Facebook của mình cũng có giá trị hơn. Đúng không ạ? Nguyễn Lựu, em bị hoài vậy à? Khách hàng toàn hứa xong im luôn mà không biết tại sao lại như vậy. Đấy chính là vì các bạn được mắc những cái sai lầm, những cái sai lầm cơ bản trong quá trình bán hàng online, nên là cái hiệu quả các bạn bán hàng không cao. Thế thì cái bước thứ nhất dành thời gian tìm hiểu, đấy là để giúp cho các bạn gì ạ? Giúp cho bạn hiểu rõ hơn về khách hàng. Vào Facebook người ta, vào tường cá nhân người ta để xem là người ta độ tuổi là gì, đúng không ạ? Mình có thể ước chừng cái độ tuổi đó. Công việc của người ta là gì để mình đoán được cái gì ạ? Cái mức thu nhập của người ta. Mình đoán được cái mức thu nhập để mình sẽ nhận định được phần nào cái khả năng chi trả cho cái sản phẩm mà gì ạ? Mà mình đang muốn hướng tới khách hàng. Các bạn hiểu không ạ? Nếu mà mình gặp khách hàng mà cái mức thu nhập của người ta ít thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ lựa thôi, đúng không ạ? Còn những khách hàng nào mà cái mức thu nhập người ta gì ạ? Người ta thoải mái hơn thì đương nhiên mình cũng có thể dễ dàng gì ạ? Tư vấn cho người ta cái gói sản phẩm cao cấp hơn. Đấy là cái cách để mình phải tìm hiểu khách hàng, đúng không ạ? Thì mình mới có thể gì ạ? Mình mới có thể chinh phục được khách hàng. Mình mới có thể chinh phục được khách hàng. Thì đấy mới là điều quan trọng. Chứ các bạn cứ chỉ tư vấn suông thôi thì không bao giờ mà khách hàng người ta đồng ý ngay đâu. Đấy, đúng rồi, Phạm Hân Anh cũng như vậy. Các bạn, những bạn nào mà nghe cái livestream này ngày hôm nay, bạn phải thức tỉnh ngay. Đấy, và trong cái livestream này, xem đến hết cuối cái livestream này, Hải Ninh sẽ giúp bạn kích hoạt cái khả năng diện chốt sale của các bạn. Đúng không ạ? Và loại bỏ hoàn toàn diện, loại bỏ hoàn toàn. Và sẽ giúp cho bạn, đúng không ạ? Giúp cho các bạn thay đổi lại cái cách bán hàng của các bạn để trở thành tri kỷ của khách hàng. Đấy. Và xem hết cái cuối livestream này đi, Hải Ninh sẽ đưa ra cho các bạn một cái giải pháp ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Các bạn có muốn điều này không ạ? Các bạn nếu mà các bạn thực sự muốn cái điều này, các bạn hãy comment tôi muốn ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Các bạn viết ra đi, các bạn viết ra các bạn sẽ làm được. Được chưa? Các bạn hãy viết ra thì các bạn sẽ làm được. Ngày nào tôi cũng muốn có khách hàng để tư vấn. Được chưa? Các bạn hãy viết ra đi ạ. Các bạn hãy viết ra điện, ngày nào tôi cũng muốn có khách hàng để tư vấn. Đấy, có rất nhiều bạn gặp phải cái trường hợp là khách hàng vào hỏi mình tư vấn chán chê rồi nhưng mà gì ạ? Khách hàng mất hút luôn. Đúng không? Đấy, có rất nhiều bạn gặp phải tình trạng như vậy.
Rồi, cảm ơn thân anh. Những bạn mà viết ra trong cái livestream này, khi mà các bạn viết ra, não bộ của các bạn được kích hoạt thì các bạn sẽ làm được cái điều bạn muốn. Các bạn nên nhớ rằng là các bạn viết ra là não bộ sẽ kích hoạt được và các bạn sẽ làm được điều các bạn muốn. Các bạn chỉ cần hành động thôi. Hãy hành động thì mới có kết quả, đúng không ạ? Chứ còn các bạn cứ nghĩ xong các bạn để đấy, các bạn không viết ra, đúng không ạ? Các bạn không làm thì không thể nào có kết quả được. Cảm ơn Vũ Thương rất là xuất sắc. Cảm ơn Phạm Hơn Anh. Các bạn viết ra tôi muốn ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Các bạn phải năng lượng lên, đúng không ạ? Các bạn phải năng lượng lên thì gì ạ? Khách hàng người ta sẽ gì ạ? Bị mình hấp dẫn. Nó giống như là gì ạ? Là một mình, giống như mình tạo ra cho bản thân mình như là một thỏi nam châm hút khách hàng. Bản thân các bạn phải năng lượng từ trên chính cái bài đăng của các bạn nữa, đúng không ạ? Năng lượng ở trên chính cái bài đăng của các bạn nữa thì có rất nhiều các kỹ thuật. Thì trong cái livestream này Hải Ninh mới chỉ hướng dẫn cho các bạn gì ạ? Hướng dẫn cho bạn cụ thể riêng về cái phần kích hoạt khả năng chốt sale thôi. Còn rất nhiều những cái livestream sẽ mang cho các bạn nhiều những cái giá trị hơn nữa. Nên là các bạn cứ theo dõi đi Facebook của Hải Ninh. Đến giờ Hải Ninh livestream thì các bạn cứ vào nghe. Các bạn ngày nào các bạn cũng sẽ có những cái giá trị các bạn học. Các bạn sẽ thấy các bạn tiến bộ hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. Và các bạn thay đổi hoàn toàn về diện, về cái cách thức các bạn bán hàng. Cảm ơn các bạn. Bạn muốn có khách hàng để tư vấn, bạn hãy comment xuống phía dưới. Tôi muốn ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Tôi muốn ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Tôi muốn ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Các bạn, khi mà các bạn lặp lại cái nội dung đó trong cái bộ não của bạn thì bộ não sẽ kích hoạt cho các bạn để gì ạ? Để làm được những cái điều mà các bạn suy nghĩ. Đấy. Các bạn hiểu không ạ? Thì các bạn viết ra. Viết ra rồi, Hải Ninh sẽ hướng dẫn cho các bạn là từng bước các bạn phải làm gì. Được chưa? Thế thì xem hết cái livestream này, trước hết các bạn cần phải xem hết cái livestream này, các bạn sẽ nhận ra nhiều cái giá trị mà các bạn học được từ trong cái livestream này. Thế thì giá trị đầu tiên, nội dung đầu tiên Hải Ninh đã hướng dẫn các bạn là gì ạ? Vào tường Facebook của khách hàng, xem khách hàng là gì ạ? Là ai? Đúng không ạ? Độ tuổi bao nhiêu? Đúng không ạ? Độ tuổi bao nhiêu? Rồi là gì ạ? Rồi là khách hàng, người ta làm cái công việc gì? Cái mức thu nhập ra sao? Đời sống gia đình như thế nào? Đúng không ạ? Đấy. Các bạn nên phân tích khách hàng, bởi vì cái người độc thân, đúng không ạ? Cái người độc thân chưa kết hôn, chi tiêu sẽ dễ dàng thoải mái hơn so với, ví dụ các bạn cung cấp sản phẩm cho phụ nữ nhé, thì phụ nữ độc thân dễ dàng chi tiêu sản phẩm thoải mái hơn rất nhiều so với gì ạ? So với phụ nữ đã có gia đình, và đặc biệt là có gia đình lại còn có hai con nhỏ. Đúng không ạ? Các bạn có hiểu không ạ? Thì chúng ta phải phân tích được các yếu tố liên quan khách hàng, nhận định được sơ bộ về khách hàng, tìm hiểu sơ bộ về khách hàng, thì chúng ta dành thời gian tìm hiểu khách hàng. Mà cái việc dành thời gian này thì nó cũng chỉ mất bao nhiêu ạ? Cũng chỉ mất có vài phút thôi, 5-7 phút để chúng ta vào Facebook của khách hàng, lướt tường Facebook của họ để nhận định sơ bộ ban đầu về họ. Đúng ạ? Nó không mất quá nhiều thời gian của bạn đâu, nhưng nó sẽ cho bạn gì ạ? Cho bạn thực sự để nhận biết được khách hàng này thì chúng ta cần phải nói chuyện gì. Đúng không ạ? Cần phải nói chuyện gì? Khách hàng này nhiều tuổi thì phải nói chuyện như thế nào? Ít tuổi thì phải nói chuyện ra làm sao? Đúng không ạ? Đấy. Rồi là độc thân thì nói chuyện sẽ như nào? Vui vẻ, dễ dàng, thoải mái, đúng không ạ? Xưng hô nó có thể là gì ạ? Có thể là nó sẽ thân thiết theo cái cách của tuổi teen khác. Thế còn phụ nữ có gia đình thì cái cách xưng hô nó phải khác. Thì chúng ta phải có cái gì ạ? Có cái thời gian tìm hiểu với khách hàng. Bước thứ nhất đấy là thời gian tìm hiểu khách hàng. Thì cái chỗ phần này các bạn đã hiểu chưa? Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Phần này chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhá. Đây là phần thứ nhất, nội dung thứ nhất. Đến cái nội dung thứ hai. Đến cái nội dung thứ hai. Nội dung thứ hai, các bạn hãy đi ghi nội dung thứ hai cho Hải Ninh ạ. Nội dung thứ hai, hãy tập trung giúp đỡ khách hàng. Các bạn hãy ghi nhé, hãy comment xuống phía dưới. Hãy tập trung giúp đỡ khách hàng. Các bạn hãy comment nhanh xuống phía dưới nào. Hãy tập trung giúp đỡ khách hàng. Hãy tập trung giúp đỡ khách hàng. Các bạn có comment xuống phía dưới nào. Các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về tường nhé. Bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất là sẽ được một phần quà. Xin lỗi, hai phần quà rất đặc biệt.
6 tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số và kỹ thuật chốt sale theo đường thẳng. Còn lại bạn nào mà chia sẻ livestream cũng đều nhận được cái món quà thứ nhất là 6 tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số. Nên là các bạn cứ chia sẻ cái livestream này về tường đi, gắn thẻ bạn bè là đều có quà. Rồi, cảm ơn các bạn. Chính xác ạ, hãy tập trung giúp đỡ khách hàng. Thì cái phần nội dung thứ hai này các bạn comment hết đi ạ, hay comment hết đi ạ, hay comment hết đi cho Hải Ninh nhìn thấy ạ. Xem là cái mức độ tập trung của các bạn đến đâu, các bạn thực sự lắng nghe cái livestream này như thế nào, các bạn thực sự muốn học hỏi kiến thức đến đâu ạ. Các bạn càng năng lượng càng mạnh mẽ thì Hải Ninh sẽ càng có gì ạ, có động lực và cũng như là gì ạ, cũng như là cái năng lượng lớn để mà chia sẻ nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Bởi vì thấy các bạn hào hứng như vậy thì Hải Ninh sẽ chia sẻ được nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Hãy chia sẻ cái livestream này về hội nhóm và về tường của các bạn nhé. Các bạn hãy comment hết nội dung thứ hai, hãy tập trung vào giúp đỡ khách hàng. Hãy tập trung giúp đỡ khách hàng. Hãy tập trung giúp đỡ khách hàng. Các bạn comment hết đi ạ. Hãy comment hết đi ạ. Được chưa? Hãy tập trung giúp đỡ khách hàng. Còn bạn nào mà đang xem cái livestream này mà các bạn chưa comment không ạ? Hãy comment xuống đi ạ. Bởi vì các bạn comment xuống tức là gì ạ? Tức là các bạn sẽ xác định rằng là các bạn phải giúp đỡ khách hàng. Phải giúp đỡ khách hàng. Phải giúp đỡ khách hàng. Đúng không ạ? Giúp đỡ khách hàng thỏa mãn cái nhu cầu mà họ đang mong muốn. Giúp đỡ khách hàng giải quyết cái khó khăn mà họ đang gặp phải. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Giúp đỡ khách hàng. Cảm ơn chị Hương Thu đã chia sẻ. Bạn nào đã chia sẻ thì hãy comment đã chia sẻ nhé. Mời các bạn. Bạn nào đã chia sẻ thì hãy comment đã chia sẻ. Các bạn hãy comment đã chia sẻ đi. Được chưa? Chính xác ạ. Bây giờ mình chỉ phân tích đơn giản như thế này. Nếu mà bạn bán sản phẩm phụ khoa, bạn tập trung gì ạ? Tập trung giải quyết cái khó khăn cho khách hàng. Đúng ạ, tập trung giải quyết cái khó khăn cho khách hàng. Thì các bạn nhớ rằng là cái khó khăn mà khách hàng đang gặp phải là gì ạ? Các bạn đã gì ạ? Phải giúp cho khách hàng, giúp cho khách hàng giải quyết cái khó khăn đó đang gặp phải. Họ đang bị viêm nhiễm, họ đang bị khó chịu, đang bị ngứa ngáy vân vân. Tức là những cái liên quan đến phụ khoa nó rất là gì ạ? Rất là khó khăn với phụ nữ. Và người ta đang cảm thấy rất là khó chịu. Thì bạn phải làm sao? Tập trung gì ạ? Giải quyết, giúp đỡ họ giải quyết cái khó khăn của họ. Đúng không ạ? Đồng cảm với họ. Đúng không ạ? Và dường như là từng trải cái nỗi khó khăn, cái nỗi đau mà họ đang gặp phải. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng là cái nguyên tắc mà bán hàng thành công là bản thân các bạn cũng phải gì ạ? Cũng phải trải nghiệm cái sản phẩm đó rồi, đúng không ạ? Cũng phải sử dụng cái sản phẩm đó rồi. Và chúng ta gì ạ? Có kinh nghiệm trên cái sản phẩm đó rồi thì các bạn mới bán hàng thành công, đúng không ạ? Cái phần này Hải Ninh nói thêm để cho bạn hiểu. Thì khi mà bạn nói chuyện với khách hàng thì bạn đồng cảm với khách hàng, bạn chia sẻ cái sự khó khăn đó của khách hàng mà mình đã từng gặp phải, đúng không ạ? Đấy, ví dụ đấy là sản phẩm về phụ khoa. Thì khách hàng lúc đó người ta thấy gì ạ? Người ta thấy là gặp bạn như là gặp một tri kỷ, chứ không phải là một gặp bạn như là một cái người bán hàng mà chỉ nhăm nhăm vào để gì ạ? Nhìn vào cái túi tiền của họ để mà lấy tiền của họ. Bạn hiểu không ạ? Đấy, thì cái chỗ phần này bạn phải tập trung nhé. Thực sự tập trung vào đây, nghe Hải Ninh phân tích để các bạn gì ạ? Để các bạn nhận định lại cái vấn đề đi ạ. Để các bạn gì ạ? Thay đổi lại cái cách bán hàng của bạn đi. Đừng có nhăm nhăm tập trung vào túi tiền của khách hàng, mà hãy tập trung vào chính khách hàng đó, đúng không ạ? Giúp đỡ họ giải quyết cái gì ạ? Cái khó khăn mà họ đang gặp phải, thỏa mãn cái nhu cầu mà họ đang mong muốn. Đúng chưa? Đấy, thì các bạn gì ạ? Các bạn trở thành tri kỷ của khách hàng. Người ta nhìn thấy bạn như là người ta nhìn thấy một người có thể chia sẻ được, đúng không ạ? Các bạn bán phụ khoa, ví dụ như bạn nào bán hàng phụ khoa, bạn sẽ tập trung vào để cho khách hàng người ta cảm thấy là gì ạ? Là họ có thể thoải mái nói cái vấn đề tế nhị đó cho chính mình, đúng không ạ? Thì họ chia sẻ hết ra thì mình đồng cảm với họ và mình gì ạ? Mình nói chuyện với họ và mình gì ạ? Mình để cho họ thấy rằng là những cái đó
mình đã từng trải qua và mình đang đồng cảm với khách hàng. Mình đang hiểu cái sự khó khăn của khách hàng. Mình đang hiểu cái sự khó chịu của khách hàng đó. Mình đồng cảm với khách hàng và gì ạ? Mình xoa dịu cái nỗi đau đấy cho khách hàng. Và dần dần mình sẽ gì ạ? Mình sẽ đưa khách hàng vào trở thành một người bạn tri kỷ với mình. Đúng không ạ? Chia sẻ với khách hàng về cái sản phẩm dịch vụ của mình như là một giải pháp. Đúng không ạ? Cái này nó khác hoàn toàn với việc các bạn cứ chăm vào tư vấn khách hàng. Các bạn hiểu ạ? Đấy. Thì cái chỗ này chúng ta phải giúp đỡ khách hàng. Giúp đỡ khách hàng. Các bạn comment, các bạn hãy comment cái sản phẩm các bạn đang bán hàng đi ạ. Để mình lấy ví dụ cụ thể hơn chính cái sản phẩm mà các bạn đang bán và các bạn đang xem cái livestream ở đây. Các bạn đang xem cái livestream trực tiếp này, các bạn là những bạn mà rất là nhiều những cái gì ạ? Cái cơ hội để mà gì giao tiếp trực tiếp với Hải Ninh, đúng không ạ? Để hỏi đáp mà Hải Ninh trả lời trực tiếp cho các bạn, cũng như là lấy dẫn chứng cụ thể cho chính cái sản phẩm của các bạn, thì các bạn sẽ hiểu ngay được vấn đề. Quần áo cho khách, ok Vũ Thương. Thì với việc quần áo cho khách, đúng không ạ? Thì mình sẽ đồng cảm với khách rằng là gì ạ? Là cái việc lựa chọn quần áo cho khách thì có rất là nhiều những cái nỗi lo lắng, đúng không ạ? Rằng là sợ là mua về không vừa, rằng là sợ gì ạ? Mua về chất liệu không giống như là gì ạ? Giống như sản phẩm đăng hay là giống như sản phẩm livestream. Đúng không ạ? Tức là gì ạ? Tức là chúng ta nói chuyện với khách hàng như một người bạn. Như một người bạn. Cái chỗ này Vũ Thương với Phạm Hân Anh hiểu không ạ? Đấy. Riêng chỗ chị đâu ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Vũ Thương với Phạm Hân Anh hiểu không ạ? Bán sản phẩm quần áo thì họ sợ gì ạ? Khách hàng người ta sợ. Người ta sợ là không vừa. Sản phẩm không vừa với người ta. Người ta sợ gì ạ? Chất liệu không đẹp, không đúng, đúng không ạ? Màu sắc không đúng. Rồi rất nhiều những cái mà người ta lo lắng, đúng không ạ? Hoặc người ta lo lắng về việc là cái sản phẩm đó người ta mua với giá đắt. Đấy. Thế thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ tập trung vào để giúp cho khách hàng, người ta nhận ra gì ạ? Người ta hiểu rõ hơn và cũng như là để giúp cho khách hàng người ta thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Bán quần áo đúng không ạ? Tức là mình đang giúp cho khách hàng thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Cái nhu cầu của người mua quần áo thì phần lớn là gì ạ? Là thích gì ạ? Ngon bổ rẻ đúng không ạ? Đấy. Thì phần lớn họ đều thích như vậy. Thế thì cái chỗ phần này mình phải tập trung vào giúp cho họ thỏa mãn cái nhu cầu của họ, đúng không ạ? Là mình phải phân tích trên cái khách hàng. Chị ơi, ví dụ như mình sẽ phân tích là mình phải hiểu để mình phân tích cho khách hàng thấy, đúng không ạ? Chị thường mặc cái cỡ áo size gì, đúng không ạ? Cỡ váy cỡ đầm size gì, rồi là gì ạ? Chị cao mét bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không phải dừng lại ở đấy để mà chúng ta chăm chúng ta lôi ra một loạt ảnh để khách hàng lựa chọn đâu ạ, đúng không ạ? Các bạn phải đi sâu hơn nữa, đúng không ạ? Ví dụ vừa chị ơi, với cái dáng người như chị này thì em nghĩ là chị sẽ mặc cái màu này này, đúng không ạ? Cái màu này, đúng không ạ? Thì là nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ trang trọng hơn, nó sẽ quý phái hơn, vân vân. Thì các bạn sẽ đưa ra rất là nhẹ nhàng từng ý một để mình dần dần mình khai thác khách hàng, để xem khách hàng người ta đang gì ạ? Đang cái tâm lý của người ta đang như thế nào, đúng không ạ? Để dần dần cái câu chuyện của mình sẽ đi sâu vào khách hàng hơn. Nhiều bạn, đặc biệt là bán sản phẩm quần áo nhé, các bạn thì cứ làm sao? Khách hàng hỏi một cái là các bạn ném vào một loạt ảnh, hàng chục ảnh, 20 ảnh đến 30 ảnh cái ảnh sản phẩm để cho khách hàng lựa chọn, là các bạn cực kỳ sai lầm ở cái chỗ phần này. Các bạn hiểu không ạ? Khách hàng người ta đâu có cần xem nhiều ảnh của các bạn đâu, đúng không ạ? Các bạn mà cứ ném một loạt ảnh vào cho khách hàng là các bạn bong khách hàng ngay lập tức. Các bạn bán, những bạn bán quần áo, các bạn ở đây các bạn nghe, các bạn có hiểu ý tưởng không ạ? Các bạn cần phải gì ạ? Cần phải tập trung vào để giúp cho khách hàng thỏa mãn nhu cầu của họ, đúng không ạ? Và cái nhu cầu của khách hàng mua quần áo là gì ạ? Là phải đẹp, đúng không ạ? Là phải rẻ. Tất nhiên là không phải là rẻ theo cái nghĩa là rẻ mạt, mà tức là giá nó hợp lý và rẻ hơn so với những chỗ khác, những chỗ bán quần áo khác, đúng không ạ? Mà người ta cảm thấy hài lòng, người ta cảm thấy hợp lý. Thì các bạn phải giúp cho họ thỏa mãn nhu cầu của họ. Và cái nhu cầu của họ thực sự là nhu cầu mặc đẹp,
mặc đẹp. Mà muốn người ta mặc đẹp thì mình phải phân tích trên chính cái khách hàng đó, đúng không ạ? Về gì ạ? Về cái cơ thể của họ, về vóc dáng của họ, đúng không ạ? Thậm chí bạn nào mà thông minh, bạn nào mà khéo léo thì chị ơi, ví dụ chị hơi gầy đấy, chị ăn uống thế nào, có ăn được nhiều không, đúng không ạ? Sức khỏe có bồi bổ không? Các bạn hiểu không ạ? Tức là chúng ta là tri kỷ với khách hàng, chúng ta phải chia sẻ với khách hàng chứ. Các bạn cứ nhăm nhăm vào, các bạn cứ bán sản phẩm là sao? Đúng ạ? Đấy à, ví dụ như khách hàng mà người ta quá gầy, hoặc là gầy mà cái sản phẩm mà mình muốn nói chuyện với khách hàng đấy, mình có thể đi sâu hơn một chút về cái sự quan tâm tới khách hàng đi. Người ta thích quá, đúng không ạ? Người ta thích nói chuyện với bạn hơn, đúng không ạ? Người ta thích ở lại với bạn lâu hơn, thay vì là gì ạ? Thay vì bạn ném cho người ta hàng chục cái ảnh vào để cho họ tự xem, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là ví dụ bạn chỉ cần tinh tế để gì ạ? Để khen người ta một cái điểm nho nhỏ thôi, đúng không ạ? Ví dụ chị ơi, sao tức là cái gì ạ? Em nhìn, tức là chị ơi, ví dụ như là chị ơi, chị có đôi môi thật là duyên dáng, hay là thật là xinh xắn hay như thế nào đó. Tức là mình sẽ nhìn ra một cái điểm nào đó của khách hàng mà để gì ạ? Để mình cảm thấy là gì ạ? Người ta đẹp, đúng không ạ? Nhiều khi các bạn khen nhưng các bạn không tinh tế, đúng không ạ? Người ta đâu có thật sự xinh xuất sắc, mà các bạn nhiều khi các bạn vào mà bạn bán quần áo mà bạn khen thì nó sẽ thành là lố quá, đúng không ạ? Các bạn hãy nhìn khách hàng ở những cái điểm tinh tế để mình khen ngợi khách hàng một cách nhẹ nhàng. Bởi vì ai cũng thích nghe lời khen mà, đúng không ạ? Ai cũng thích nhận được lời khen. Và đặc biệt những bạn bán quần áo nhá, các bạn phải nhìn này, tổng thể xem họ có cái điểm gì, đúng không ạ? Để mình có thể khen được một cách nhẹ nhàng. Cái thứ hai là, đúng không ạ? Mình có thể, đúng không ạ? Có thể chia sẻ với họ thêm, đúng không ạ? Quan tâm tới họ thêm về cái sức khỏe của họ, đúng không ạ? Béo quá cũng có thể quan tâm thêm, đúng không ạ? Gầy quá cũng có thể quan tâm thêm, đúng không ạ? Hoặc da người ta màu xỉn màu quá thì cũng có thể quan tâm thêm, đúng không ạ? Bằng cách gì ạ? Chia sẻ thôi, như là một người bạn thôi, đúng không ạ? Rồi là mình bắt đầu mới dần dần gợi mở cho người ta về cái màu này phù hợp với da của chị, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải dần dần đi cái câu chuyện vào để đi sâu vào lòng khách hàng. Chứ không phải các bạn cứ nhăm nhăm vào để chăm vào cái túi tiền của họ đâu, chăm vào túi tiền của khách hàng đâu. Đấy, thế nên các bạn bán quần áo đặc biệt là phải nhìn nhận lại cái cách bán hàng của mình. Đâu rồi những bạn bán quần áo nữa, các bạn còn ở đây, các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn có cảm thấy nó đúng không ạ? Các bạn cảm thấy nó đúng không ạ? Và bán quần áo ấy còn rất nhiều các yếu tố, kể cả từ gì ạ? Từ cái phong cách cá tính của họ. Những người cá tính, khi mà mình xem Facebook của họ mình nhận biết được thì họ sẽ thích cái kiểu gu nào, đúng không ạ? Các bạn rất là sai lầm là mình cứ cố ép người ta, hoặc là cố để mà người ta mua sản phẩm của mình. Nhưng mà khi cái gu sản phẩm của người ta, cái gu thẩm mỹ của người ta không phù hợp với mình, thì mình có thể giới thiệu, đúng không ạ? Mình có thể giới thiệu một cái gì ạ? Một cái shop bán hàng khác, đúng không ạ? Của bạn bè mình chẳng hạn, của người thân mình, để cho họ mua hàng ở bên đó. Bởi vì cái gu đó là khác nhau. Thế nhưng mà gì ạ? Nhưng mà khách hàng đấy người ta sẽ biết ơn bạn. Bạn hiểu không ạ? Cái đấy mới là cái quan trọng. Mặc dù họ không mua hàng của bạn, nhưng mà họ biết ơn bạn, và thậm chí họ sẽ rủ bạn bè người ta mua hàng của bạn, đúng không ạ? Bởi vì bạn hiểu rằng là nếu bạn không có được khách hàng đó vì cái gu của người ta không hợp, thì bạn đừng có cố, đúng không ạ, nài nỉ người ta. Bởi vì sớm muộn bạn cũng không thể có được khách hàng đó, đúng không ạ? Thay vì thế, bạn có thể giới thiệu sang một cái cửa hàng bên cạnh của người thân mình, hoặc bạn bè mình, đúng không ạ, hoặc của hàng xóm mình. Nhưng cái được bạn có được đó là tình cảm của khách hàng. Đấy, đây chỉ là một số cái tuyệt chiêu nho nhỏ thôi. Mình có rất nhiều những cái tuyệt chiêu hoặc là những cái kỹ thuật để các bạn nhận ra nó bán hàng nó là một nghệ thuật, đúng chưa? Trong cái livestream này mình chỉ tập trung để giúp cho bạn kích hoạt cái khả năng chốt sale thôi. Đấy, ví dụ về quần áo nhá, những bạn bán quần áo nhận ra chưa ạ? Các bạn hãy comment nhanh lên ạ. Hãy comment nhanh lên ạ. Các bạn bán quần áo, các bạn đã nhận ra vấn đề chưa? Nếu bạn thực sự nhận ra, hãy comment tôi đã hiểu. Hoặc các bạn có thể comment là nội dung hữu ích hay là nội dung giá trị, tùy các bạn. Các bạn hãy comment nhanh xuống phía dưới để mình xem là mình đo lường xem các bạn bán quần áo đến đây là các bạn đã có thể hiểu hơn một chút nào về cái cách bán hàng chưa.
Được chưa ạ? Các bạn hãy comment nhanh xuống phía dưới nhé, để mình chuyển sang nội dung tiếp theo. Các bạn hãy xem đến hết cuối livestream này đi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cuối livestream này Hải Ninh sẽ bật mí cho các bạn một cái giải pháp để giúp cho các bạn ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Đúng không ạ? Các bạn không muốn rồi, ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn luôn. Xin chào Maria Mai. Đấy, ngày hôm nay mình inbox vào cho Maria Mai nhé. Là Maria Mai đã nhìn thấy bài đăng của mình đúng không? Phát livestream và đã nhận thấy và vào xem livestream đây này. Nào các bạn comment nhanh đi ạ. Tôi đã hiểu. Nếu mà có cảm ơn Hải Ninh thì cái comment ở cảm ơn Hải Ninh đi, để mình có thêm năng lượng và động lực. Các bạn comment nhanh lên ạ. Chúng ta sẽ làm việc với tác phong vô cùng là khẩn trương đúng không ạ? Và với cái nội dung Hải Ninh chia sẻ các bạn, càng năng lượng đúng không ạ? Càng cảm thấy động lực. Và càng càng năng lượng bao nhiêu đúng không ạ? Càng hứng thú bấy nhiêu sẽ tạo ra động lực để mà năng lượng lên, làm việc sẽ hiệu quả hơn và mình chia sẻ nhiều cái giá trị hơn cho các bạn, để các bạn nhận biết được cái nội dung mà các bạn cần phải làm. Các cái nội dung giá trị để các bạn thực hiện. Được chưa ạ? Rồi các bạn khác sao ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Như vậy là mình đã phân tích về cái sản phẩm, về quần áo rồi đúng không ạ? Về sản phẩm ở đây mình thấy có một số bạn về sản phẩm là mỹ phẩm. Phụ khoa thì mình phân tích rồi nhé. Về mỹ phẩm nhé. Về mỹ phẩm nói chung ấy. Thì gì ạ? Thì là mình sẽ phân tích gì ạ? Mình sẽ giúp đỡ khách hàng gì ạ? Cái nhu cầu của họ, đúng không ạ? Hoặc là giải quyết cái gì, cái khó khăn của họ. Thì nó sẽ chia làm hai loại. Một là nhu cầu làm đẹp, đúng không ạ? Họ mong muốn mua cái mỹ phẩm đó về để làm đẹp cho bản thân họ. Thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ tập trung để giúp cho họ, giúp cho họ làm đẹp hơn, làm đẹp hơn. Bằng cách là chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ phải đi sâu hơn về khách hàng đó, xem là người ta đang thực sự cái nhu cầu người ta đang là ở đâu, và mình sẽ phân tích đi sâu hơn về cái nhu cầu đó. Được chưa? Thì mình nói về cái phần này thì mình nói sơ bộ thêm một chút thôi, bởi vì là sẽ không có nhiều thời gian để mà còn giải quyết, còn chia sẻ các phần tiếp theo. Nó sẽ chia làm hai mảng, một là giúp cho khách hàng thỏa mãn nhu cầu làm đẹp, và mảng thứ hai là giúp cho khách hàng gì ạ? Giải quyết khó khăn của họ. Khó khăn của họ có thể là bị mụn, bị nám, đúng không ạ? Và bị viêm nhiễm da vân vân. Đấy, thì cái sản phẩm mỹ phẩm, cái sản phẩm mỹ phẩm của các bạn, phải khi mà mình tư vấn, mình chăm sóc khách hàng, mình phải gì ạ? Phải hỏi xem, đúng không ạ? Mình cũng phải kiểm tra xem là với mình dành thời gian tìm hiểu họ rồi, thì sau đó mình nói chuyện với họ để mình xem là cái khách hàng đó, đúng không ạ? Da họ thuộc loại gì, đúng không ạ? Họ còn không biết da của họ thuộc loại gì thì mình sẽ phải giúp cho họ nhận ra da của họ thuộc loại gì, để mà mình sẽ đi dần về cái sản phẩm mà mình cung cấp cho phù hợp, đúng không ạ? Mình có thể chia sẻ với khách hàng một cách thật lòng, đúng không ạ? Trong khuôn khổ. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ chị ơi, nếu mà da dầu thì không thể nào dùng sản phẩm, không thể dùng được cái sản phẩm này, nhưng mà chị yên tâm là với cái sản phẩm tương tự như vậy thì bên em cung cấp có thể là giúp cho cái sản phẩm, giúp cho cái làn da của chị là sẽ không bị dầu, không bị bóng lên. Đấy, tức là mình chia sẻ với khách hàng giống như là mình chia sẻ với một người bạn, đúng không ạ? Có như thế nào thì nói như thế. Các bạn hiểu không ạ? Nhiều khách hàng nói da hay bị dị ứng nên không dùng được mỹ phẩm. Em phải làm gì ạ? Em phải làm gì thì cái đầu tiên em phải hỏi khách hàng
là da bị dị ứng với cái dòng sản phẩm nào, đúng không ạ? Nhiều khi khách hàng người ta nói cái câu này để thăm dò xem là cái sản phẩm của mình có nhiều hóa chất hay không, đúng không ạ? Đấy, thì mình phải hỏi rõ ra xem là dị ứng với cái sản phẩm gì, đã dùng sản phẩm gì, bị dị ứng như thế nào, để mình xem cái thành phần trong cái sản phẩm đó là thành phần gì, đúng không ạ? Thì khi mình biết được các cái nội dung đó thì mình nhìn lại cái sản phẩm của mình có thành phần đó hay không, đúng không ạ? Và nếu mà có thành phần đó rồi thì mình cũng nên gì ạ? Khuyên người ta được không dùng nữa. Các bạn đừng có cố bán cho khách hàng, đúng không ạ? Cái người ta cần là một người bạn tri kỷ, chứ không phải là để chúng ta cứ gì ạ? Chúng ta cứ nhồi nhét vào khách hàng và cứ ép khách hàng mua đâu. Cái quan trọng là bạn có được khách hàng như một người bạn tri kỷ, điều đấy mới là quan trọng. Tức là gì? Tức là ở chỗ này chúng ta sẽ thể hiện mình là người bán hàng có tâm. Đấy. Thôi rồi, mình sẽ dừng lại ở cái phần mỹ phẩm ở đây nhá. Chứ còn nếu mà nói thì thực ra để nói sâu hơn, nó còn nhiều yếu tố lắm. Hôm nào mình sẽ làm riêng về cái chủ đề mỹ phẩm cũng được ạ. Những bạn nào quan tâm đến mỹ phẩm comment thử mình xem nào. Để hôm nào mình làm livestream riêng một cái chủ đề về mỹ phẩm. Mọi người có đồng ý không ạ? Chứ còn để trong cái livestream này thì sẽ không thể nào mà mình nói hết nội dung đâu, mình lấy ví dụ như vậy nhá. Đấy, thế thì cái phần nội dung thứ hai các bạn nên nhớ rằng là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải tập trung giúp đỡ khách hàng giải quyết cái khó khăn của họ, hoặc là giúp khách hàng gì ạ? Thỏa mãn cái nhu cầu của họ, đấy là điều quan trọng. Được chưa ạ? Rồi, cảm ơn Nguyễn Thị Giang. Cảm ơn Hương Thu. Các bạn sẵn sàng chuyển sang nội dung thứ ba chưa? Cái nội dung thứ ba này để giúp cho các bạn gì ạ? Cái nội dung thứ ba này để giúp cho các bạn tự tin hơn. Tự tin hơn. Tự tin hơn để gì ạ? Để trở thành tri kỷ của khách hàng. Và cái chỗ phần này nếu mà các bạn làm không tốt, khách hàng hoàn toàn có thể bay từ bạn sang một người bán khác. Các bạn muốn biết không ạ? Hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn có thực sự muốn biết điều này không ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này, những bạn nào vào sau chia sẻ cái livestream này của Hải Ninh để mà nhận được cái phần quà, đó chính là 6 tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số. Và mình rất là muốn trao tặng cho các bạn. Hãy chia sẻ cái livestream này về tường và hội nhóm. Bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất là đều là sẽ được tặng một món quà hết sức là giá trị ấy. Ngoài 6 tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số là một ebook, các bạn nhớ nhá, một ebook kỹ thuật chốt sale khách hàng theo đường thẳng, một ebook, và chắc chắn là các bạn sẽ bán hàng hiệu quả hơn thông qua những cái nội dung mà Hải Ninh đưa vào trong cuốn ebook này. Cảm ơn Hương Thu. Nào các bạn sẵn sàng sang nội dung thứ ba chưa? Hãy comment nhanh lên ạ. Sẵn sàng, tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng. Cảm ơn Mỹ Riêng. Các bạn hãy comment đi ạ. Tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng. Các bạn hãy chuyển sang cái nội dung thứ ba này để Hải Ninh sẽ giúp cho các bạn gì ạ? Nhận thức ra được rằng cái yếu tố thứ ba này hoàn toàn nó là một cái yếu tố để gần như là gì ạ? Là thuyết phục khách hàng không lời. Yếu tố thứ ba gần như là thuyết phục khách hàng không lời. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ phải, nội dung thứ ba là khẳng định niềm tin nơi khách hàng. Nội dung thứ ba khẳng định niềm tin nơi khách hàng. Được chưa ạ? Nội dung thứ ba khẳng định niềm tin nơi khách hàng. Các bạn comment xuống phía dưới đi ạ. Thì những bạn hơi chậm một chút nên là mình nhận được tin nhắn của bạn hơi chậm. Rồi các bạn hãy năng lượng lên ạ. Nội dung thứ ba là khẳng định niềm tin nơi khách hàng. Cái phần này nó gần như là gì ạ? Là không lờ, đúng không ạ? Gần như là không lờ. Các bạn comment nhanh lên nhé, bởi vì mình thấy các bạn comment hơi chậm, hay là tín hiệu mạng mình nhận được tin nhắn hơi chậm. Được chưa? Các bạn ghi nội dung thứ ba, khẳng định niềm tin nơi khách hàng. Thì các bạn nên nhớ ạ, có rất nhiều bạn cũng ở cái phần này mà khách hàng fail,
chúng ta bị fail khách hàng. Chúng ta bị fail khách hàng mà chúng ta cũng không nhận ra. Chúng ta không biết được là gì ạ? Là tại sao khách hàng lại không ở lại với mình? Đúng không ạ? Ồ, tại sao khách hàng không ở lại với mình trong khi mình đã hết nước hết cái họ rồi? Các bạn có hiểu điều này không? Và mình hoang mang, đúng không ạ? Bạn bán hàng nhưng bạn không thể nào mà gì ạ? Bạn kêu với khách hàng hay là gì ạ? Bạn hô với khách hàng rằng là chị tin em đi, chị tin em đi, hoặc là em hãy tin chị đi, em hãy tin chị đi, chị là người bán hàng tốt nhất, hay là chị là người gì ạ? Chị là người có thể giúp em giải quyết khó khăn của em. Em hãy tin chị đi, em hãy chuyển khoản cho chị đi. Đúng không ạ? Bạn hô hào như thế là vô ích. Và ở cái nội dung thứ ba này, cái nội dung thứ ba này mình sẽ giúp cho các bạn nhận, giúp cho các bạn gì ạ? Để các bạn khẳng định niềm tin cho khách hàng với một gì ạ? Với một cái giá trị mà hoàn toàn là vô hình, giá trị vô hình. Xin chào Lương Bùi. Các bạn vào xem cái livestream này, các bạn hãy chia sẻ giúp Hải Ninh cái livestream này về tường, chia sẻ vào trong các cái hội nhóm giúp Hải Ninh ạ, giúp Hải Ninh, để các bạn đồng thời các bạn cũng gia tăng tương tác cho chính nick Facebook của bạn, và các bạn cũng sẽ diện nhận được cái phần quà mà Hải Ninh sẽ gửi cho các bạn. Các bạn comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn có thể nào mà mình nói với khách hàng rằng là gì ạ? Chị tin em đi không ạ? Chị cứ chuyển khoản cho em đi, đúng không ạ? Rồi là cái sản phẩm của em tốt lắm. Bạn không thể nào khẳng định niềm tin nơi khách hàng bằng những nội dung đó. Tất cả các bạn xem livestream các bạn hãy chú ý cho mình nhé. Không thể khẳng định với khách hàng, đúng không ạ? Không thể khẳng định niềm tin với khách hàng bằng những cái nội dung đó được đâu. Các bạn làm như thế thì khách hàng càng đánh giá thấp các bạn. Được chưa? Khách hàng càng đánh giá thấp các bạn. Và các bạn khẳng định niềm tin nơi khách hàng không phải là ở yếu tố đó. Không phải là ở yếu tố đó đâu ạ. Được chưa? Không phải ở yếu tố đó. Thì các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ phải làm gì để khách hàng tin mình, để khách hàng chuyển khoản cho mình, để gì ạ? Mình chốt được sale khách hàng. Các bạn hiểu điều này không ạ? Đấy, nó thực sự là rất là quan trọng. Rất nhiều bạn mà tư vấn khách hàng, đúng không ạ? Từ đầu đến cuối dường như có vẻ là rất ok rồi. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà đến cuối cùng khách hàng lại không chuyển khoản cho mình, mà lại đi chuyển khoản của cái gì ạ? Của cái nick Facebook khác, của một người bán hàng khác. Đúng không ạ? Vậy thì chỗ này các bạn sai ở đâu? Các bạn có muốn nhận biết cái sai của mình ở đâu không ạ? Các bạn có muốn nhận biết không ạ? Xin chào Tony Ánh. Các bạn muốn nhận biết không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Hãy comment xuống phía dưới là tôi muốn biết. Tôi muốn biết. Để Hải Ninh phân tích cho bạn là đến cái điểm này các bạn phải làm gì? Đến cái điểm này các bạn phải làm gì? Các bạn phải khẳng định niềm tin với khách hàng như thế nào? Đúng không ạ? Các bạn phải khẳng định niềm tin với khách hàng như thế nào để mà khách hàng tin mình, mà mình không cần phải nói khách hàng vẫn tin mình. Được chưa ạ? Các bạn muốn biết ạ? Comment nhanh cái nội dung các bạn muốn biết đi ạ, để Hải Ninh phân tích cho bạn thấy. Các bạn thực sự muốn biết không ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này về tường đi ạ, chia sẻ vào các cái hội nhóm. Các bạn có thực sự muốn biết ạ? Mình khẳng định cái niềm tin nơi khách hàng, một cái giá trị mà bấy lâu nay các bạn không tập trung vào nó, đúng không ạ? Không tập trung vào nó nên là cái hiệu quả các bạn bán hàng không cao là vì như vậy. Khách hàng đến cái bước này mà muốn tin bạn cũng không thể nào mà tin được. Không phải là tin bạn ở việc bạn nói ra, đúng không ạ? Mà việc bạn thể hiện, việc bạn thể hiện. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi, để mình xem là bao nhiêu bạn muốn biết. Ở đây mình mới nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn comment đi ạ. Còn những bạn khác thì sao? Các bạn có thực sự muốn biết không? Các bạn có thực sự muốn biết không ạ? Cảm ơn Giang. Các bạn comment nhanh lên ạ. Các bạn comment nhanh lên ạ.
Các bạn thực sự muốn biết không ạ? Các bạn không thể nào mà hô hào đúng không ạ? Các bạn không thể nào mà gì ạ? Mà nói cho khách hàng để khách hàng tin mình được đúng không ạ? Vậy thì cái nội dung đó nằm ở đâu? Cái nội dung đó nằm ở đâu? Thì trong cái phần nội dung đó, trong cái livestream này Hải Ninh sẽ bật mí cho các bạn là các bạn phải thể hiện những cái nội dung này để cho khách hàng tin mình. Đó chính là cái nick Facebook bán hàng của các bạn. Đó chính là nick Facebook bán hàng của các bạn. Các bạn nhớ nhé. Đó chính là nick Facebook bán hàng của các bạn đấy. Hãy nhìn lại nick Facebook của mình đi. Nếu mà gì ạ? Mà một nick Facebook bán hàng của các bạn mà để toàn bài đăng bài bán hàng thì họ sẽ gì ạ? Cái niềm tin của họ về bạn nó sẽ không cao, đúng không ạ? Và những bạn nào mà đã xem livestream của Hải Ninh nhiều lần rồi, các bạn sẽ nhận thấy cái giá trị thực sự ở cái việc đăng bài theo công thức, đúng không ạ? Đăng bài theo công thức. Các bạn có muốn Hải Ninh bật mí cái công thức đó trong cái livestream được không ạ? Các bạn có muốn Hải Ninh bật mí cái công thức đó trong cái livestream được không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn có muốn biết không ạ? Cảm ơn Mỹ Riêng. Các bạn có muốn biết không ạ? Đó là cái công thức gì ạ? Đó là công thức 80-20. 80% chúng ta chia sẻ gì ạ? Về cuộc sống, chia sẻ về nội dung có giá trị hữu ích. Và chỉ 20% chúng ta bán hàng thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đăng bài bán hàng ít như vậy nhưng chúng ta vẫn bán được hàng. Bởi vì gì ạ? Bởi vì khách hàng tin tưởng ở cái nick Facebook của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì khách hàng người ta sẽ nhìn thấy gì ạ? Những cái nội dung bài đăng của bạn là một con người gì ạ? Là một con người thực, đúng không ạ? Là một con người thực đang gì ạ? Đang sống thực, có những cái hoạt động thực từ gì ạ? Từ cuộc sống, đúng không ạ? Bạn phải đăng hình bản thân của các bạn lên, bạn phải đăng thỉnh thoảng bạn đăng hình ảnh của gia đình các bạn lên, đúng không ạ? Thỉnh thoảng bạn lại đăng gì ạ? Những cuộc vui chơi, những cuộc đi chơi của bạn lên. Tất nhiên là những hình ảnh đưa lên phải gì ạ? Phải đẹp, phải lịch sự, đúng không ạ? Và sang trọng thì càng tốt. Đấy, đấy mới chỉ là phần nội dung đăng bài, đúng không ạ? Rồi còn các cái nội dung liên quan đến gì ạ? Chuẩn hóa một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp các bạn đã làm chưa? Bao nhiêu bạn mà đang xem cái livestream này của Hải Ninh đã học ở cái lớp chuyên gia bán hàng, đã học ở lớp chuyên gia bán hàng online thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái nội dung này. Nó cực kỳ là cần thiết. Các bạn đang xem cái livestream này của Hải Ninh, những bạn nào mà muốn tham gia khóa học chuyên gia bán hàng online thì ngay sau cái livestream này các bạn hãy gì ạ? Hãy inbox cho Hải Ninh để Hải Ninh gửi link ấy cho các bạn, đúng không ạ? Cái khóa học đấy mình sẽ tiếp tục mở lần thứ hai vào ngày mùng, nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ mở cái khóa học đó vào ngày mùng 3 tháng 12, đúng không ạ? Trong 3 ngày để giúp cho bạn nhận ra cái vấn đề, để giúp cho bạn bán hàng online hiệu quả hơn và để giúp cho bạn trở thành chuyên gia bán hàng, đúng không ạ? Chứ không phải là một người bán hàng thông thường, không phải là một người bán hàng theo bản năng. Các bạn hiểu điều này, không phải là một người bán hàng theo bản năng. Thế nên các bạn cần phải nhận ra cái giá trị đó. Bạn nào mà chưa có link khóa học này, tí nữa hãy comment hoặc là inbox cho Hải Ninh. Hải Ninh sẽ gửi link khóa học cho các bạn. Và hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Hải Ninh muốn chia sẻ những cái giá trị để giúp cho bạn bán hàng online hiệu quả. Được chưa ạ? Thế thì cái phần nội dung này mình có thể nói sơ qua để các bạn hiểu được rõ hơn. Đó là gì ạ? Chúng ta khẳng định niềm tin nơi khách hàng. Là gì ạ? Là chúng ta phải khẳng định mình là ai ở trên Facebook để khách hàng người ta nhìn vào, à, tôi có thể hoàn toàn để bạn tin tưởng, đúng không ạ? Tôi là một người bán hàng online thực, đúng không ạ? Đang sống một cuộc đời thực. Đấy, không phải là một nick Facebook ảo. Các bạn hiểu không ạ? Không phải là một nick Facebook ảo. Rất nhiều bạn, đúng không ạ, để một cái Facebook bán hàng online rất sơ sài. Cái sơ sài đây là những cái thiết kế trên nick Facebook của bạn, đúng không ạ? Chứ không phải là bài đăng sản phẩm đâu. Có thể bài đăng sản phẩm của các bạn rất nhiều, đúng không ạ? Lúc nào cũng thấy đăng bài. Lúc nào cũng thấy đăng bài, đúng không ạ? Và các bạn nghĩ rằng là đăng bài thì bán được hàng, nhưng rất là sai lầm, đúng không ạ? Rất là sai lầm. Thế nên là khi mà các bạn bán hàng online trên Facebook ấy, các bạn phải thể hiện niềm tin của khách hàng trên chính cái nick Facebook của mình, từ cái avatar, đúng không ạ? Từ gì ạ? Từ cái hình nền,
rồi từ tiểu sử, rồi từ lời giới thiệu, đúng không ạ? Từ những cái hình ảnh nổi bật, rồi từ những cái nội dung bài đăng của mình phải gần gũi với cái cuộc sống mà mình đang đang gì ạ? Đang thực tế. Đúng không ạ? Chứ không phải chỉ mỗi đăng bài sản phẩm đâu. Cái đăng bài sản phẩm đó chúng ta chỉ đăng vào cái khung giờ nổi bật thôi, để bài đăng của chúng ta được hiển thị tới mọi người. Còn lại ngoài cái khung giờ đó ra, đúng không ạ? Vào đầu giờ sáng, đúng không ạ? Rồi là vào đầu giờ chiều, rồi vào buổi tối, đúng không ạ? Trước cái thời gian đăng bài vào khung giờ vàng thì các bạn phải đăng những cái nội dung khác đi. Đăng về bản thân các bạn, về châm ngôn sống của các bạn, về diện, về những cái chuyến đi chơi trải nghiệm của các bạn, về cái suy nghĩ tâm tư của các bạn, về cái trải nghiệm của các bạn, là sự trưởng thành của các bạn, thì khách hàng người ta nhìn vào đó, người ta tin tưởng bạn, đúng không ạ? À, đây mặt mũi nó như thế này, đúng không ạ? Livestream của nó đây, mình vào mình nhìn thấy cái gương mặt thật như thế này, đúng không ạ? Rồi nó chụp ảnh với gia đình như thế này, đúng không ạ? Rồi là cái tiểu sử nội dung đó, họ đọc được, à làm việc tại đâu đúng không ạ? Đến từ đâu, làm gì, ở đâu, có gia đình hay chưa. Người ta biết được những cái nội dung đó, người ta sẽ tin tưởng hơn, đúng không ạ? Và càng nhiều cái nội dung như vậy thì họ sẽ càng tin tưởng mình hơn. Chứ còn nếu nhá, mà các bạn vào một cái nick Facebook mà các bạn chỉ nhìn thấy bài đang bán hàng, đúng không ạ? Ảnh avatar, hình nền rất là sơ sài đấy, rồi tiểu sử thì gần như không có, giới thiệu thì không, đúng không ạ? Và đặc biệt lại còn thay cái ảnh nổi bật, và còn đặc biệt là còn thay cái ảnh avatar nhiều lần, thì người ta dễ nghĩ rằng đây là một cái nick Facebook ảo, đúng không ạ? Chuyên lập ra để đi lừa đảo thì khách hàng người ta sẽ không tin đâu. Các bạn hiểu chỗ này không ạ? Đấy, các bạn nào xem cái livestream này thì sau ngày hôm nay các bạn cần phải gì ạ? Thay đổi lại cái nick Facebook bán hàng của mình đi, hãy chuẩn hóa, hãy thiết kế lại một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp đi. Bạn nào mà chưa hiểu rõ điều này có thể liên hệ inbox cho Hải Ninh để Hải Ninh giúp đỡ cho các bạn. Để các bạn hiểu là gì ạ? Việc mà bạn tạo ra một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp sẽ giúp cho gì ạ? Cho khách hàng tạo ra được cái niềm tin ở bạn, niềm tin ở bạn, đúng không ạ? Một cái nick Facebook bán hàng thực sự với một con người thực, chứ không phải là một nick Facebook ảo, đúng không ạ? Để lập ra chỉ để đi lừa đảo khách hàng, để lừa tiền khách hàng. Mà khách hàng mua hàng online họ sợ nhất là gì ạ? Là bị lừa. Đúng không ạ? Bạn nào có đang xem cái livestream này, các bạn chia sẻ livestream này về tường giúp Hải Ninh nhé. Đấy, thì đây là nội dung thứ ba. Cái nội dung thứ ba này các bạn đã hiểu chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn cảm thấy là đến cái phần này mà Hải Ninh chia sẻ các bạn cảm thấy là có giá trị, có hữu ích thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment nhanh đi ạ. Được chưa ạ? Các bạn hãy comment nhanh giúp Hải Ninh xuống phía dưới nào. Xem là các bạn đã hiểu ở cái nội dung thứ ba này chưa? Các bạn hiểu nội dung thứ ba này chưa? Các bạn hiểu nội dung thứ ba này chưa? Xin chào Johnny. Rồi, cảm ơn Hương Thu. Các bạn comment nhanh xuống phía dưới nhé. Hãy comment nhanh xuống phía dưới giúp Hải Ninh ạ. Chia sẻ cái livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào để mọi người có thể hiểu rõ và bán hàng hiệu quả hơn. Cái cách bạn giúp mọi người bán hàng hiệu quả chính là các bạn giúp chính mình đấy. Mà Hải Ninh đang giúp các bạn cũng là Hải Ninh đang giúp chính mình. Bởi vì thị trường kinh doanh online, các bạn mà giàu lên thì gì ạ? Thì bản thân các bạn cũng bán hàng được cho nhiều người, vì lúc đó người ta có nhiều tiền, đúng không ạ? Các bạn đừng có ki bo, đừng có gì ạ, giữ lại cho riêng mình. Các bạn giữ lại cho riêng mình là các bạn đã sai đấy. Bởi vì người ta gì ạ? Người ta biết cái kiến thức giá trị đó mà từ bạn thì người ta sẽ quý bạn. Còn người ta biết cái kiến thức giá trị đó từ người khác thì đương nhiên gì ạ? Thì bạn sẽ không có cái khách hàng đó, hoặc bạn sẽ không có gì ạ? Sẽ không có cái sự yêu thương hay cái sự cảm ơn của cái người mà người ta nhận được cái livestream giá trị đâu. Thế nên là các bạn hãy chia sẻ đi, bởi vì nó chia sẻ là các bạn đang tạo ra giá trị cho cộng đồng. Được chưa? Thì những bạn đang xem cái livestream này, Hải Ninh phân tích đến đây, các bạn đã hiểu chưa? Các bạn thực sự hiểu vấn đề nằm ở đâu chưa? Rồi, cảm ơn các bạn. Thế thì đấy chính là cái nội dung thứ ba. Cái nội dung thứ tư này, các bạn hãy comment trong cái livestream này để các bạn nhớ rõ hơn cái nội dung thứ tư này.
Đó chính là gì ạ? Hãy tạo ra cái duyên bán hàng. Hãy tạo ra cái duyên bán hàng. Hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Hãy tạo ra cái duyên bán hàng. Hãy tạo ra cái duyên bán hàng. Các bạn comment, các bạn hãy comment năng lượng lên. Hãy tạo ra cái duyên bán hàng. Được chưa ạ? Mình đọc được thông báo chậm quá, không biết là hay là do các bạn comment không kịp. Được chưa ạ? Các bạn comment kịp không ạ? Các bạn comment đi ạ, hãy tạo ra cái duyên bán hàng. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn để giúp cho bạn là tạo ra cái duyên bán hàng như thế nào. Được chưa ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy tạo ra cái duyên bán hàng. Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái duyên bán hàng như thế nào đây? Các bạn có nhớ rằng là gì ạ? Ông cha ta cũng vẫn có câu là gì ạ? Cái duyên bán hàng, đúng không ạ? Cái duyên bán hàng, đúng không ạ? Nó có duyên đấy, nó có duyên đấy, bán hàng ấy. Thế thì cái duyên nó nằm ở đâu? Các bạn có làm ra nó được không? Các bạn có muốn làm ra nó không? Các bạn có muốn biết điều này không ạ? Các bạn comment nhanh xuống phía dưới ạ. Các bạn thực sự muốn mình có duyên bán hàng không? Các bạn có thực sự là muốn là bản thân mình có thể tạo ra được cái duyên bán hàng không? Nào mời các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn có thực sự muốn tạo ra cái duyên bán hàng không? Trong cái livestream này ngày hôm nay, Hải Ninh sẽ giúp cho bạn gì ạ? Tạo ra được cái duyên bán hàng. Các bạn tạo ra cái duyên bán hàng ở trên Facebook cực kỳ dễ. Cực kỳ dễ. Đúng không ạ? Riêng bán hàng online trên Facebook, đúng không ạ? Có những cái kỹ thuật mà các bạn dễ dàng làm được hơn rất là nhiều so với việc chúng ta bán hàng thực tế trên offline. Rồi mình muốn nhìn thấy các comment của các bạn. Mình muốn nhìn comment của các bạn xem là các bạn muốn thực sự mong muốn đến đâu. Các bạn thực sự mong muốn đến đâu ạ? Các bạn thực sự mong muốn tạo ra cái duyên bán hàng của chính mình hay không? Hãy tạo ra cái duyên bán hàng của chính mình. Hãy tạo ra cái duyên bán hàng của chính mình, bởi vì chính nó sẽ tạo ra sức hút từ phía khách hàng. Đúng không ạ? Mình sẽ tạo ra cái duyên bán hàng của chính mình để chính mình trở thành một nam châm hấp dẫn khách hàng. Chính mình trở thành nam châm hấp dẫn khách hàng. Được chưa ạ? Các bạn hãy chia sẻ livestream này giúp Hải Ninh về tường gắn thẻ bạn bè, hoặc là vào trong các cái hội nhóm để gì ạ? Để nhận được phần quà nhé. Vâng, cảm ơn chị Âu Thúy Liễu. Các bạn hãy comment đi ạ. Các bạn thực sự muốn không ạ? Hãy tạo ra cái duyên bán hàng của các bạn, bởi vì bạn chính là một nam châm để hút khách hàng. Và từ cái duyên bán hàng đó, khách hàng người ta gì ạ? Yêu quý bạn, người ta sẽ đến với bạn. Người ta đến với bạn, người ta sẽ ở lại với bạn, đúng không ạ? Vì người ta ngưỡng mộ bạn, vì người ta trở thành fan hâm mộ của bạn. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra cái duyên bán hàng như thế nào? Và thực sự cái duyên bán hàng này nhá, nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Và các bạn cần phải gì ạ? Cần phải biết được điều này. Cần phải biết được điều này. Để gì ạ? Để chúng ta phát huy được cái duyên của chúng ta. Đúng không ạ? Phát huy được cái duyên của chúng ta. Nào, bây giờ thì mình thấy các bạn đều muốn biết được rồi đúng không ạ? Đều muốn biết đúng không ạ? Còn bạn nào muốn biết được không? Những bạn đang xem livestream ở đây mà bạn nào mà chưa comment, các bạn hãy comment ngay xuống đi ạ. Các bạn hãy comment ngay xuống để mình sẽ phân tích cho các bạn thấy cái duyên bán hàng nó nằm ở đâu. Cái duyên bán hàng nó thực sự cần thiết như thế nào? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn thực sự muốn biết không ạ? Những bạn đang xem livestream mà các bạn muốn biết, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Được chưa? Xin chào Trần Nghĩa. Bây giờ mình sẽ
hướng dẫn cho các bạn để tạo ra một cái duyên bán hàng. Được chưa ạ? Tạo ra một cái duyên bán hàng. Thì cái duyên đó, các bạn nhớ nhá, cái duyên đó nhá, cái duyên ấy nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nó sẽ nằm ở cái cách mà bạn nói chuyện. Nó sẽ ở nằm ở cái cách bạn nói chuyện với khách hàng. Cái cách nói chuyện của bạn mà càng dí dỏm, càng thông minh, càng hóm hỉnh là cái duyên của bạn sẽ tạo được sức hút cho khách hàng. Được chưa? Các bạn nên nhớ này, trong cái quá trình, bây giờ mình sẽ phân tích để cho các bạn nhìn nhé. À, để cho các bạn hiểu rõ nhé. Các bạn đang xem livestream đấy, các bạn còn năng lượng để mà nghe tiếp cái livestream đấy không ạ? Các bạn còn năng lượng không? Đúng không ạ? Các bạn năng lượng thì sẽ có ngân lượng. Các bạn càng năng lượng bao nhiêu thì ngân lượng về càng nhiều bấy nhiêu. Được chưa? Ok, mình sẽ phân tích cho các bạn nhé. Đấy, đó là gì ạ? Là cái gì ạ? Cái duyên trong cái quá trình bạn tiếp cận khách hàng. Thì đầu tiên khách hàng người ta comment là bạn gì ạ? Có thể gửi các cái biểu tượng hóm hình. Đấy, và gì ạ? Gửi những cái câu comment lịch sự để khách hàng trở thành, tức là để người khách hàng tiềm năng vào inbox trực tiếp cho mình, hoặc mình inbox trực tiếp cho khách hàng. Đấy là cái duyên trong phần comment. Cái thứ hai là khách hàng người ta inbox cho mình rồi. Trong cái quá trình mà mình nói chuyện với khách hàng, thỉnh thoảng mình đưa ra các cái biểu tượng, các cái icon đi kèm, đúng không ạ? Để nó dễ thương. Đúng không ạ? Để nó dễ thương. Để gì ạ? Để cho cái cuộc nói chuyện giữa mình và khách hàng trở nên gì ạ? Mềm mại hơn. Các bạn nên vận dụng các cái icon hợp lý trong cái câu chuyện để gì ạ? Để đan xen với khách hàng một cách mềm mại. Đấy. Các bạn nhiều khi các bạn này rất là hạn chế trong việc sử dụng icon, đúng không ạ? Cái icon đó nó sẽ giúp cho các bạn gì ạ? Gắn kết với khách hàng một cách dễ dàng hơn. Đúng không ạ? Gắn kết với khách hàng một cách dễ dàng hơn thì các bạn hãy vận dụng các cái icon dễ thương để gì ạ? Để gắn kết thêm với khách hàng, lồng ghép vào trong cái câu chuyện mình chia sẻ với khách hàng. Nhá. Đấy là một cái gì ạ? Một cái duyên mà mình nên thể hiện. Cái duyên thứ hai và cái duyên này nó sẽ cần thiết, đó là gì ạ? Đó chính là cái quan trọng trên chính cái avatar của các bạn. Đúng không ạ? Bản thân mà khi chúng ta inbox trực tiếp với nhau là chúng ta nhìn thấy avatar của nhau. Vậy cái avatar đó các bạn phải để gì ạ? Bán thân để người ta còn nhìn thấy rõ mặt của các bạn. Đúng không ạ? Để người ta nhìn thấy gì ạ? Cái nụ cười thoang thoảng của các bạn. Được chưa? Đấy là avatar. Mình nhắc qua một chút các cái điểm để các bạn lưu ý. Cái nữa là trong gì ạ? Là trong các bài đăng của bạn, thỉnh thoảng trong một ngày bạn có nên 1 đến 2 cái ảnh của bạn gì ạ? Chụp gì ạ? Cái hình ảnh của bạn duyên dáng bạn đưa lên, đúng không ạ? Hay là cái hình ảnh gì ạ? Bạn muốn hướng tới, khách hàng hướng tới là một con người như thế nào? Các bạn hiểu không ạ? Đấy, thì chúng ta đưa lên, khách hàng người ta sẽ cảm thấy là cái hình ảnh của bạn luôn xuất hiện trong tâm trí của họ. Thì khi đó gì ạ? Người ta có thể vào nick Facebook của bạn một lần. Người ta chỉ cần lướt vài bài viết hoặc là lướt vài ngày, đúng không ạ? Hoặc là 1-2 tuần để người ta xem bạn là ai ấy. Thì cái hình ảnh của bạn luôn bị vương vấn trong đầu khách hàng. Thế nên là cái công thức 80-20 nó rất là hay, đúng không ạ? Là ở chỗ gì ạ? Chúng ta chia sẻ về những cái quan điểm sống của mình. Thì khi mình đưa cả cái hình ảnh của mình vào kèm, một ngày các bạn nên xuất hiện cái hình ảnh, cái khuôn mặt của mình, đúng không ạ? Tối thiểu 2 lần, đúng không ạ? Tối thiểu 2 lần. Thì để gì ạ? Khách hàng người ta vào tìm hiểu bạn là ai, thì cái khuôn mặt của bạn, cái vóc dáng của bạn, cái con người của bạn, cái phương châm sống của bạn, đúng không ạ? Luôn luôn gì ạ? Vấn vương trong đầu khách hàng. Và người ta sẽ ấn tượng về bạn. Đấy, người ta sẽ ấn tượng về bạn. Thì đấy, cái chỗ phần này các bạn phải gì ạ? Phải thay đổi, đừng có đăng bài bán hàng quá nhiều. Thứ nhất là nó giảm hiển thị trong thuật toán Facebook, đó đã có rất là rõ, mình đã phân tích rồi. Nhưng cái thứ hai nữa gì ạ? Nó không hiệu quả. Các bạn thôi dừng ngay cái việc là suốt ngày đăng bài bán hàng đi. Đấy. Thì đến chỗ này các bạn có nhận ra vấn đề không? Các bạn đang xem livestream còn lại ở đây, các bạn có hiểu vấn đề không ạ? Chúng ta sẽ phải thay đổi lại cái góc nhìn và chúng ta sẽ phải làm lại, đúng không ạ? Theo một cái cách mới, một cái phương pháp mới mà Hải Ninh chia sẻ. Các bạn hãy làm đi. Các bạn làm đi, các bạn sẽ thấy hiệu quả ngay, đúng không ạ? Hiệu quả ngay tức thì các bạn mới có được khách hàng, đúng không ạ? Các bạn xem hết cái livestream này, Hải Ninh còn bật mí cho các bạn về cái cách là gì ạ? Ngày nào cũng nói chuyện với khách hàng, ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Ok chưa? Đấy. Và cái duyên của bản thân mình. Đấy,
cái duyên mà mình tạo ra được để khách hàng người ta ấn tượng đấy. Thì các bạn nhớ ạ, là Hải Ninh đã chia sẻ ba cái góc độ đó, đúng không ạ? Từ cái phần comment mình inbox, từ cái phần comment mình đã gì ạ, đã trả lời khách hàng đấy, rồi là từ inbox, đúng không ạ, mình nói chuyện với khách hàng, mình lồng ghép thêm icon, đúng không ạ, hoặc câu từ mình nói gì ạ, để cho khách hàng người ta cảm thấy là mình thân thiện, mình dễ gần, mình gì ạ, mình nhiệt tình, thì khách hàng người ta mới gì ạ, mới dám hỏi. Mà các bạn rất là dại ở chỗ là gì ạ, rất là dại ở chỗ là gì ạ, là không để cho khách hàng hỏi. Khách hàng càng hỏi nhiều thì cơ hội càng gì ạ, càng có được khách hàng đó càng cao. Khách hàng càng hỏi nhiều thì cơ hội có khách hàng càng cao, đúng không ạ? Chứ còn khách hàng mà càng không hỏi thì càng không có được khách hàng đâu. Nên là các bạn phải để cho khách hàng hỏi chứ, hiểu không ạ? Và cái duyên đó đến từ chính những cái nội dung gì ạ, từ avatar của bạn, hình bìa của bạn, đúng không ạ? Từ phần giới thiệu của bạn, được chưa ạ? Rồi bài viết của bạn thể hiện bản thân bạn là ai, phải tạo ra cái duyên của bản thân mình, đúng không ạ? Bạn có thể cười, đúng không ạ? Mình chụp ảnh, mình đưa lên, mình đưa thêm câu châm ngôn sống hoặc là những câu danh ngôn hay. Khách hàng người ta sẽ bị vấn vương, đúng không ạ? Người ta lướt Facebook một tuần mà người ta nhìn thấy cái hình ảnh của bạn xuất hiện trên cái Facebook nhiều lần là người ta sẽ bị vấn vương. Thì mình phải làm được cái điều đó chứ. Đấy, các bạn cứ mải miết đăng bài, toàn bài đăng về sản phẩm, toàn thấy cái hình sản phẩm thôi, khách hàng người ta nhìn, người ta lướt đến một ngày người ta cũng đã chán quá rồi, chứ đừng nói là một tuần, đúng không ạ? Chả có gì ngoài sản phẩm, người ta không cần được cái sản phẩm của bạn đâu, đúng không ạ? Cái người ta cần là gì ạ? Giải quyết vấn đề của họ và gì ạ? Thỏa mãn nhu cầu của họ, chứ không phải là người ta muốn mua sản phẩm. Người ta cần một người bạn tri kỷ để chia sẻ, để chia sẻ cái nỗi lo lắng của họ, đúng không ạ? Chia sẻ gì ạ? Cái nhu cầu mà họ đang mong muốn, và mình giúp đỡ họ để họ thỏa mãn nhu cầu đó chứ. Các bạn đang xem live stream này, các bạn có hiểu không ạ? Các bạn có cảm thấy nó hay không ạ? Nếu mà các bạn cảm thấy nó thực sự hay và tuyệt vời, các bạn hãy comment xuống phía dưới đi. Năng lượng lên, đúng không ạ? Năng lượng lên để Hải Đinh chia sẻ cho các bạn nhiều cái điều nó thú vị hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đây là một trong số những điều rất thú vị Hải Đinh chia sẻ với các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, và nó thực sự giá trị để giúp cho bạn thay đổi lại cái góc nhìn, thay đổi lại cái cách bán hàng của các bạn đi. Các bạn thấy tuyệt vời, các bạn thấy có giá trị, các bạn thấy muốn cảm ơn Hải Đinh thì các bạn hãy cứ comment đi, hãy comment đi, hãy comment đi ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới. Năng lượng lên ạ. Các bạn càng năng lượng bao nhiêu, các bạn càng ham học hỏi bấy nhiêu, thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ chia sẻ nhiều để giúp cho các bạn nhận ra được vấn đề nhiều hơn. Thì bản thân các bạn phải có năng lượng, đúng không ạ? Mình thấy các bạn nhiệt tình thì mình cũng nhiệt tình, đúng không ạ? Mình sẽ giúp cho các bạn nhận ra được vấn đề. Cảm ơn Hương Thu nhá. Những bạn mà comment rất tuyệt vời là mình rất thích ấy. Bởi vì lúc đó các bạn biết hiểu ạ, mình ngồi cả buổi tối mấy tiếng đồng hồ, mình có bán hàng các bạn được cái gì đâu ạ, đúng không ạ? Mình có bán hàng gì đâu. Mình chia sẻ những cái cách thức để các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Đấy, cảm ơn Nguyễn Liệu. Thì các bạn biết không ạ, những cái buổi live stream như thế này Hải Ninh giúp cho các bạn nhận ra vấn đề như thế này, là các bạn đã bước sang một cái trang mới. Bản thân các bạn thay đổi được chính con người của các bạn, thay đổi được cái cách các bạn làm việc thì các bạn mới bán hàng hiệu quả được, đúng không ạ? Và bản chất của diện một người gì ạ, một người chuyên gia, một người chuyên gia bán hàng là giúp cho khách hàng, chứ không phải là chỉ chăm chăm vào túi tiền của họ, đúng không? Đấy, cảm ơn Mỹ Dương nhé. Cảm ơn Vũ Thương. Đúng không ạ? Khi mà mình thấy là các bạn nhận được những cái giá trị như thế này, và mình nhận được những lời cảm ơn của các bạn như thế này, là bản thân mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình chia sẻ mà các bạn nhận được như thế này, mà các bạn cảm thấy nó hay, thì mình thấy là cái năng lượng của mình nó lên cao. Và mình thấy là mình muốn cống hiến nhiều hơn nữa, để giúp được nhiều bạn bán hàng tốt hơn nữa. Bởi vì chúng ta là những người phụ nữ, chúng ta phải yêu thương nhau chứ, đúng không ạ? Chúng ta phải yêu thương nhau. Vì người phụ nữ đang rất là vất vả, đúng không ạ? Từ chuyện sinh con, rồi từ chuyện gia đình, rồi từ chuyện gì ạ? Nội ngoại vân vân. Phụ nữ rất là thiệt thòi rồi. Vậy thì chúng ta phải yêu thương nhau, đúng không ạ? Mình chia sẻ với các bạn để giúp cho các bạn gì ạ? Giúp cho các bạn
hiểu được vấn đề, bán hàng đỡ vất vả hơn. Đấy. Chứ chúng ta cứ tư vấn khách hàng mà khách hàng cứ toàn chạy đi đâu thôi. Đúng không ạ? Đấy, thì đấy là nội dung thứ tư nhá. Tiếp theo ạ. Tiếp theo cái nội dung thứ năm này. Cái chỗ phần này các bạn nên nhớ và lưu ý một chút, cái nội dung thứ năm này nên chia sẻ cho các bạn. Đấy. Nội dung thứ năm ạ là cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn. Cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn. Cảm ơn Mỹ Riêng. Nội dung thứ năm này các bạn hãy comment đi. Cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn. Đúng không ạ? Cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nội dung thứ năm nhé. Cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn. Các bạn comment đi ạ. Cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Hương Thu ơi, chị không dùng mỹ phẩm đâu. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Mình đã nhận được comment của các bạn rồi. Cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn. Vậy thì ở cái chỗ phần này các bạn lưu ý một chút này. Lưu ý một chút này là trong cái quá trình bán hàng, các bạn nên cho khách hàng sự lựa chọn. Đừng có ấn định về một cái sản phẩm, hay đừng có ấn định về một cái gì ạ? Về một cái mức giá cố định. Các bạn hiểu không ạ? Đấy. Tức là chúng ta sẽ phải để cho khách hàng lựa chọn. Nếu mà khách hàng không mua sản phẩm A thì có thể nhìn sang sản phẩm B hoặc nhìn sang sản phẩm C, đúng không ạ? Để khách hàng lựa chọn sản phẩm. Để khách hàng lựa chọn sản phẩm. Cảm ơn Hương Thu. Để khách hàng lựa chọn cái sản phẩm thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ có gì ạ? Có cái khách hàng đó, mình sẽ có khách hàng đó. Hãy để cho họ lựa chọn, hãy để cho họ lựa chọn. Đúng không ạ? Đó là một trong số cái nguyên tắc bán hàng. Tức là thay vì mua sản phẩm A có thể mua sản phẩm B. Thay vì việc là mình hỏi là anh có mua sản phẩm A hay không, đúng không ạ? Nếu mà hỏi câu hỏi như vậy nó chỉ dừng lại yes or no, đúng không ạ? Tức là có hoặc là không, 50-50. Vậy thì mình không thể nào mà có được khách hàng đó. Và vấn đề ở chỗ là gì ạ? Các bạn hãy để cho khách hàng lựa chọn. Dù khách hàng lựa chọn A, mình cũng sẽ gì ạ? Sẽ có được khách hàng. Khách hàng lựa chọn B, mình cũng vẫn có được khách hàng, đúng không ạ? Và dù sự lựa chọn khách hàng là gì đi chăng nữa thì mình vẫn có khách hàng. Đây chính là cái điểm mà gì ạ? Mình cần phải cho khách hàng sự lựa chọn. Và cái sự lựa chọn đó đều gì ạ? Đều có lợi cho cả mình và cho cả khách hàng nhá. Đều có lợi cho cả mình và khách hàng. Thì các bạn phải cung cấp cho khách hàng cái sự lựa chọn. Sự lựa chọn. Được chưa ạ? Ví dụ với cái sản phẩm là mỹ phẩm, đúng không ạ? Thì trong mỹ phẩm có rất nhiều loại, đúng không ạ? Nếu mà chị cảm thấy là cái sản phẩm này giá hiện tại, đúng không ạ? Giá hiện tại nó hơi mắc một chút thì chị có thể quan tâm tới cái sản phẩm B. Sản phẩm này đang trong chương trình khuyến mại, đúng không ạ? Hoặc đang trong chương trình gì tri ân. Thì thường bây giờ nếu mà các bạn dùng cái từ tri ân thì nó sẽ hay hơn từ khuyến mại đấy. Đấy. Thì các bạn nên vận dụng các kỹ thuật để khách hàng lựa chọn sản phẩm nào thì mình cũng có lợi, đúng không ạ? Và có lợi cho khách hàng nữa, đúng không ạ? Nhiều khi mình đưa ra cái sản phẩm mà cảm thấy có vẻ như khi nói chuyện ấy mà khách hàng ngập ngừng, hoặc là mình chỉ cần nói ý để mình xem là à, hay là người ta đang quan tâm về giá, hay người ta đang quan tâm về cái chất lượng của sản phẩm, hay người ta quan tâm, hay người ta đang sợ bị gì ạ? Phải sản phẩm giả. Thì mình phải khai thác khách hàng để mình gì ạ? Mình biết được là cái tâm lý khách hàng đang ở điểm nào, và mình để cho khách hàng lựa chọn sản phẩm. Đấy nhá. Thì cái chỗ phần này các bạn hãy tập trung cho mình, hãy tập trung cho mình là để cho khách hàng lựa chọn. Và cái cung cấp cái sự lựa chọn này là dù lựa chọn nào thì khách hàng cũng gì ạ?
cũng đều có lợi và mình cũng đều có lợi, đúng không ạ? Đấy, chứ mình đừng đưa cho khách hàng chỉ một sự lựa chọn là sai nhé. Nếu mình đưa cho khách hàng chỉ một sự lựa chọn thì khách hàng sẽ gì ạ? Sẽ dễ bị fail. Đấy, thì cái chỗ này các bạn lưu ý. Được chưa ạ? Thì đấy là nội dung thứ 5 nhé. Đấy, và nội dung cuối cùng trong ngày hôm nay, các bạn hãy comment đi ạ, nội dung cuối cùng trong ngày hôm nay. Đó chính là bám sát khách hàng tiềm năng. Bám sát khách hàng tiềm năng. Và các bạn hãy khẩn trương lên, hãy comment khẩn trương lên ạ. Và sau cái phần nội dung này mình sẽ chia sẻ cho bạn là ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Được chưa ạ? Nội dung cuối cùng, bám sát khách hàng tiềm năng. Nội dung cuối cùng ạ, bám sát khách hàng tiềm năng. Nội dung cuối cùng, bám sát khách hàng tiềm năng. Được chưa ạ? Các bạn hãy comment đi ạ, bám sát khách hàng tiềm năng. Cái nội dung này ấy, cái nội dung này thì dường như nhiều bạn là chưa áp dụng được triệt để. Mình sẽ phân tích cho bạn là chưa áp dụng được triệt để như thế nào. Các bạn comment xong chưa? Mình chưa thấy tin nhắn hiện lên. Bám sát khách hàng tiềm năng. Mình nhìn thấy Vũ Thương nhắn tin rồi, ok. Bám sát khách hàng tiềm năng. Các bạn hãy khẩn trương comment đi ạ. Hãy khẩn trương comment. Nhớ chia sẻ cái livestream đấy nhá. Các bạn chia sẻ cái livestream này càng nhiều thì các bạn sẽ có một cái phần quà rất đặc biệt. Và sau cái livestream này inbox ngay cho mình. Đúng rồi, bám sát khách hàng tiềm năng. Được chưa ạ? Tất cả các bạn comment xuống phía dưới đi ạ. Sau cái livestream này mình sẽ giúp cho bạn là có ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Ok các bạn. Bây giờ nhá, là các bạn diện bán hàng thì các bạn gần như là ngày nào các bạn tư vấn khách hàng ngày đấy, đúng không ạ? Và có thể hôm sau nữa các bạn tư vấn khách hàng, nhưng mà người ta diện chưa thiết tha, hoặc tại thời điểm đó người ta chưa có nhu cầu và bạn đã diện lãng quên khách hàng. Bạn đã lãng quên khách hàng, đúng không ạ? 3-4 ngày bạn nhắn tin mà khách hàng chưa có phản hồi lại hoặc chưa có nhu cầu lại là bạn lãng quên khách hàng. Và dần dần khách hàng bị trôi xa mình đi, đúng không ạ? Dần dần khách hàng bị trôi xa mình đi. Có đúng không ạ? Đấy, thế thì như vậy càng ngày các bạn sẽ càng bị diện, càng bị thiếu khách hàng. Vì là chúng ta sẽ có những ngày chúng ta cảm thấy là không có ai để mà tư vấn. Có những ngày chúng ta không biết làm gì để có được khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy là không có người để tư vấn, không có người để nói chuyện ấy. Có đúng không ạ? Đấy. Vậy thì các bạn đã bị sai ở cái bước này, là chúng ta chưa bám sát khách hàng tiềm năng. Chưa bám sát khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Đấy. Thì trong cái livestream này Hải Ninh sẽ hướng dẫn cho các bạn ạ. Bám sát khách hàng tiềm năng. Hãy bám sát khách hàng tiềm năng. Bám sát bằng cách nào? Bám sát bằng cách nào? Các bạn còn nghe không ạ? Các bạn nghe cái livestream này, các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Bám sát khách hàng tiềm năng bằng cách nào? Bám sát khách hàng tiềm năng. Thì khi mà các bạn gì ạ? Khi mà các bạn tư vấn khách hàng, đúng không ạ? Ngày đầu tiên, đúng không ạ? Chúng ta làm những cái công việc gì ạ? Là gì ạ? Là dành thời gian tìm hiểu khách hàng, nói chuyện với khách hàng, đúng không ạ? Tri kỷ với khách hàng, đúng không ạ? Và sau đó là ngày hôm sau khách hàng cũng chưa chốt đơn, ngày hôm sau nữa cũng chưa chốt đơn. Và rồi là chúng ta lại chuyển sang một người khách hàng khác. Và rồi khách hàng kia là gì ạ? Bị chúng ta lãng quên, đúng không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi, hãy comment xuống phía dưới giúp Hải Ninh nào. Thế thì chỗ phần này các bạn nên nhớ rằng là gì ạ? Các bạn comment xuống phía dưới nhé, mình chưa nhìn thấy tin nhắn của các bạn. Mình chưa nhìn thấy tin nhắn của các bạn. Thì ở cái chỗ phần này các bạn lưu ý này, mình sẽ phân tích nhanh để mình sẽ giúp cho bạn nhận ra cái phần vấn đề nó nằm ở đây. Thì cái chỗ phần này là khi mà chúng ta có khách hàng đó thì các bạn nên đưa khách hàng vào trong một group. Cái group này bạn tự tạo ra. Trong group này bạn mỗi ngày bạn cài đặt một cái bài viết tự động đi, cứ đến giờ nó đăng lên.
Ví dụ bạn cài 10 giờ thì cứ 10 giờ nó sẽ tự động đăng cái bài đó lên, đúng không ạ? Cài bài viết tự động đăng lên trong nhóm. Nếu mà phần nào, nếu mà phần này mà các bạn chưa biết nhá, thì tí các bạn inbox cho Hải Ninh sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đăng bài tự động trên nhóm, bạn đưa những khách hàng tiềm năng này vào trong cái group này, tức là add họ vào trong cái group này nhé. Họ trở thành viên trong cái group này, đúng không ạ? Trong cái nhóm này thì mỗi một ngày bạn đưa một cái bài viết, đúng không ạ, liên quan gần gũi với sản phẩm, hoặc là bạn thỉnh thoảng bạn lại đưa cái hình ảnh của bạn vào trong đó, tức là cũng là gần như là cái bài đăng đó cũng theo cái quy luật giống như ở trên tường cá nhân, nhưng mà cái tần suất về diện, về chia sẻ giá trị nó sẽ nhiều hơn, chia sẻ các bạn giá trị kinh nghiệm hữu ích sẽ nhiều hơn, và thỉnh thoảng có hình ảnh của mình vào, thỉnh thoảng cài xen lẫn với cái quảng cáo sản phẩm của mình vào đấy. Thì trong cái đăng bài trong nhóm này, bạn đưa mọi người, những người khách hàng bạn tư vấn dở vào trong cái group này, được chưa? Và sau đó bạn làm gì ạ? Cứ 1-2 ngày, đúng không ạ, các bạn lại quét khách hàng này một lần, đúng không ạ, lưu họ lại thành tệp, và sau đó làm gì ạ? Nhắn tin cho họ. Bởi vì các bạn nên nhớ những người này phải là bạn bè rồi nhé. Ai chưa là bạn bè thì các bạn kết bạn trước, sau đó mới cho vào trong group này được. Nếu chưa kết bạn thì chưa thể đưa vào trong group được đâu. Đấy, thì phải kết bạn trước. Thế thì bạn sẽ quét khách hàng này. Đấy, sau đó gì ạ? Sau đó sẽ nhắn tin cho họ. Nhắn tin cho họ thì đầu tiên gì ạ? Là bạn nhắn tin những cái lời chúc. Ví dụ bạn nhắn tin là buổi sáng, đúng không ạ? Thường là những khách hàng tiềm năng này mình nên nhắn tin buổi sáng, để mình gửi những lời chúc tốt đẹp tới họ, đúng không ạ? Hoặc lời quan tâm tới họ. Nhưng các bạn nên nhớ rằng ạ, gửi lời chúc tốt đẹp và lời quan tâm này để mục đích là cái tin nhắn mà mình nhắn tin với khách hàng nó sẽ nổi lên để mình tiếp tục cái câu chuyện trò chuyện. Chứ không phải nhiều bạn nhầm tưởng rằng là chúc khách hàng vào ra đơn, không phải đâu. Đấy, thì tức là mình sẽ gửi cái lời chúc tốt đẹp để bắt đầu tiếp cái câu chuyện mà mình đang nói dở với khách hàng, hoặc là gì, hỏi thăm khách hàng tiếp, hoặc là quan tâm tới khách hàng tiếp. Đấy, thì các bạn hãy sử dụng cái inbox FB để quét khách hàng đi, quét khách hàng, đúng không ạ? Và nhắn tin hàng loạt cho họ. Các bạn chỉ cần làm cái việc này thường xuyên thì ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn. Bởi vì có những khách hàng người ta chưa chốt ngay đâu, thậm chí nửa tháng, đúng không ạ, đến một tháng mình vẫn cứ làm cái việc đó thường xuyên, vẫn quan tâm chăm sóc họ thường xuyên, thì tại thời điểm đó họ chưa có nhu cầu mua hàng, nhưng mà họ có thể giới thiệu bạn bè mua hàng cho bạn, hoặc có thể một tháng sau hoặc hai tháng sau họ có nhu cầu họ mua hàng cho bạn. Nhưng mà đều để nói cái điều này đó là gì ạ, là gì ạ, mình ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn, đúng không ạ, ngày nào cũng có khách hàng để tư vấn thì mình mới không bị cạn khách hàng. Đấy, chưa kể là mình dùng cái inbox FB này luôn đi, mình sẽ kết bạn bè tiềm năng ở trong các cái hội nhóm, đúng không ạ, để mà thu về trở thành bạn bè của mình trên nick Facebook của mình, đúng không ạ? Khi họ trở thành bạn bè mới mà Facebook nó ưu tiên hiển thị cái thuật toán đấy, thì là diện bài đăng của mình họ sẽ nhìn thấy, những người bạn bè mới sẽ nhìn thấy. Đấy, thì là diện mình sẽ giúp cho họ nhìn thấy cái bài đăng của mình. Và sau đó gì ạ, mình đưa ra những cái tút thu hút. Các bạn nên nhớ rằng là để có khách hàng thực sự ấy, thì cái tút thu hút rất là quan trọng, đúng không ạ, để mình nhận diện được khách hàng. Sẽ có những cái live stream giúp cho các bạn nhận diện được khách hàng tiềm năng. Các bạn có muốn nghe không ạ? Đấy, các bạn thực sự muốn nghe thì hãy cứ theo dõi nick Facebook của Hải Ninh đi. Có rất nhiều những cái live stream mà Hải Ninh tin chắc rằng là học cái live stream của Hải Ninh các bạn sẽ sáng tỏ hơn rất là nhiều, đúng không ạ, các bạn bán hàng tốt hơn rất là nhiều, chứ không phải là bán hàng theo cách đơn thuần đâu. Thế thì các bạn nhớ ạ, là chúng ta đăng các cái tút thu hút lên hoặc đăng các bài đăng hấp dẫn lên, khách hàng người ta lộ diện thì bắt đầu mình sẽ quét toàn bộ những khách hàng này gì ạ, inbox cho họ, đúng không ạ, hỏi họ về cái tút thu hút đó, có phải là anh chị đang gì quan tâm với cái việc là gì ạ, tới cái việc là mua quà tặng cho con sếp hay không, ví dụ như thế. Đấy là một cái kỹ thuật nhỏ để mình nhận biết xem là cái khách hàng tiềm năng này, đúng không ạ, đây là khách hàng tiềm năng có thể mua được cái quần áo trẻ em, ví dụ thế, hoặc là những cái bộ đầm trẻ em, thì mình nhận biết được khách hàng. Đấy, thì các bạn nhớ nhá, các bạn có thấy hay không ạ? Ngày nào mà bạn cũng nhắn tin cho khách hàng tiềm năng là ngày nào bạn cũng sẽ có gì ạ, có khách hàng để mà nói chuyện, đúng không ạ? Bởi vì có những khách hàng người ta còn phải theo dõi mình, đúng không ạ, mà mình lúc nào cũng nhiệt tình, lúc nào cũng quan tâm tới khách hàng, lúc nào cũng chia sẻ những cái điều giá trị, thì khách hàng chắc chắn sớm muộn gì họ cũng sẽ mua hàng cho bạn.
đúng không ạ? Mà họ chưa mua hàng ngay, họ có thể giới thiệu người bạn bè, người thân của họ mua hàng cho bạn, đúng không ạ? Họ bảo ôi cái chị này nhiệt tình lắm, ôi cái chị này vui tính lắm, đúng không ạ? Mua hàng cho chị đấy chắc chắn là tin tưởng. Đấy, thế thì khách hàng họ nằm ở đấy chờ đâu ạ? Vậy thì hãy bám sát khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Hãy quét những khách hàng tiềm năng này, nói chuyện với họ mỗi ngày, đúng không ạ? Chia sẻ cái giá trị mỗi ngày thì gì ạ? Thì họ sẽ trở thành khách hàng của mình. Ngày nào mình cũng có khách hàng để tư vấn. Thế nên là vấn đề ở chỗ là các bạn phải biết cách khai thác công cụ. Nhiều bạn mua về không biết xài công cụ nên là cái hiệu quả không cao là vì như thế, đúng không ạ? Đăng những cái tút thu hút lên để nhận diện khách hàng tiềm năng, rồi là quét khách hàng đi, rồi nói chuyện chia sẻ với họ, chắc chắn là họ sẽ trở thành tri kỷ với mình. Thì bán hàng lúc đấy sẽ hiệu quả, đúng không ạ? Mà bản thân lúc đó mình đừng có nghĩ đến cái việc là gì ạ? Mình lấy tiền từ túi khách hàng, mà mình phải nghĩ rằng là à, mình giúp khách hàng được gì, mình quan tâm được khách hàng bao nhiêu. Đấy. Và mình cho đi được những cái giá trị gì thì khách hàng người ta sẽ ở lại với mình. Đấy. Mà các bạn nên nhớ rằng cứ mỗi một ngày các bạn gom góp được những khách hàng ở lại với bạn thì ngày càng nhiều khách hàng ở lại với bạn, ngày càng nhiều fan theo dõi bạn, thì các bạn bán hàng đó là hệ quả thôi. Nó là điều tất yếu. Đấy. Thế thì sau cái livestream này các bạn đã nhận ra được chưa? Các bạn đã nhận ra rất nhiều những cái điều tuyệt vời mà Đinh chia sẻ trong cái livestream này chưa? Các bạn xem đến đây là các bạn đã biết là để có gì ạ? Ngày nào cũng có khách hàng tư vấn thì các bạn cần phải làm gì chưa? Đấy. Có tuyệt vời không ạ? Các bạn xem, những bạn nào còn đang xem cái livestream này, các bạn hãy comment xuống phía dưới cái cảm xúc của các bạn đi. Các bạn nhận được những cái giá trị gì trong cái livestream này ngày hôm nay? Và Hải Ninh rất là muốn biết các bạn comment xuống phía dưới đi, để mà mình thấy thực sự là các bạn nhận được những cái điều mà hết sức là bổ ích trong ngày hôm nay. Buổi livestream thì mình đã chia sẻ các cái nội dung trong ngày hôm nay, đó là kích hoạt khả năng chốt sale của các bạn. Và các bạn thấy rằng 6 nội dung Hải Ninh chia sẻ có thực sự là chốt sale không ạ? Nó không thực sự là chốt sale, nhưng mà gì ạ? Bạn lại có được khách hàng từ việc bạn trở thành tri kỷ của khách hàng. Đúng không ạ? Đấy. Không phải hô hào là anh chị mua của em đi, giá rẻ lắm, đẹp lắm, tốt lắm, đúng không ạ? Đấy mới là điều tuyệt vời. Đấy mới là những cái gì mà Hải Ninh muốn chia sẻ các bạn, là hãy trở thành tri kỷ của khách hàng. Đấy, Nguyễn Liệu, bạn thấy không ạ? Có rất nhiều thứ các bạn đang làm bị sai nên là các bạn chưa có được khách hàng là vì vậy. Cảm ơn Vũ Thương. Các bạn hãy comment xuống phía dưới cái cảm xúc của các bạn, cái suy nghĩ của các bạn đi ạ. Và thực sự mình sẽ có một cái món quà nữa rất là đặc biệt. Mình sẽ gì ạ? Mình sẽ trực tiếp hỗ trợ cho bạn nào mà sau cái livestream này viết một cái bài viết, đúng không ạ? Viết một cái bài viết để nói ra cái suy nghĩ của mình sau khi xem cái livestream này của Hải Ninh. Và nhớ chụp hình lại. Các bạn có thể chụp hình lại ngay bây giờ cũng được, để các bạn viết cái bài viết này. Các bạn nhớ nhé, viết một cái bài viết, đúng không ạ? Chia sẻ cái suy nghĩ, cái cảm nhận của mình về cái buổi livestream này ngày hôm nay, thì các bạn sẽ nhận được một món quà hết sức đặc biệt, đó là gì ạ? Hải Ninh sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cái nick Facebook của bạn chỉnh sửa cái nick Facebook của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Thông qua chính cái nick Facebook này, các bạn sẽ có hấp dẫn được, thu hút được khách hàng nhiều hơn. Thì dành tặng cho bạn nào viết một cái bài viết trong cái ngày hôm nay về cái cảm xúc của bạn là như thế nào, đúng không ạ? Cái livestream mình chia sẻ, các bạn cảm thấy nó hữu ích như nào, hay là hay như nào, hay dở như nào, các bạn cứ chia sẻ thoải mái. Gắn thẻ mình vào, tức là tag tên mình vào. Đấy, để các bạn sẽ được Hải Ninh trực tiếp hỗ trợ cho các bạn về phần chỉnh sửa Facebook chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, thu hút khách hàng hơn, hấp dẫn hơn, được chưa? Các bạn hãy chụp luôn chính cái hình này nhá, nếu mà các bạn muốn viết cái bài viết mà gắn tên thẻ Hải Ninh vào để nhận được cái món quà đó.
Được chưa ạ? Cảm ơn các bạn đã xem cái live stream này. Nếu mà các bạn thực sự muốn Hải Ninh giúp đỡ thì các bạn hãy cứ inbox cho Hải Ninh. Sau cái live stream này, bây giờ các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi thì các bạn comment xuống phía dưới. Mình sẽ có 5 phút để dành cho các bạn. Mời các bạn comment đi ạ. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc live stream ở đây nhé. Được chưa ạ? Nếu các bạn không có câu hỏi gì mình sẽ kết thúc live stream ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn Nguyễn Lưu. Bạn nào mà sau cái live stream này mà thực sự muốn Hải Ninh giúp đỡ cho các bạn có một cái Facebook chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn thì hãy viết một cái bài viết gắn thẻ mình vào và chia sẻ cái cảm xúc của bạn sau khi nghe cái live stream này. Nếu mà các bạn thực sự muốn thay đổi cái Facebook bán hàng của mình. Và nhớ là đăng cái hình ảnh mình đang chia sẻ cái live stream này nhé. Chụp luôn cái hình ảnh này để các bạn đăng lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi live stream này. Các bạn nhớ nhớ để chế độ xem trước các bài viết của Hải Ninh để các bạn nhận được những cái live stream sau những cái live stream khi mà Hải Ninh live stream trực tiếp nhé. Nhận được thông báo ạ khi mà Hải Ninh live stream trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem live stream này. Mình sẽ kết thúc live stream ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và rất mong gặp lại các bạn trong buổi live stream sau.